Alo, alo. Vâng, thủ Vũ xin được gửi lời chào tới tất cả quý chị nhà đầu tư. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong cái bản tin livestream nhận định thị trường được sóng định kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh sóng của Ichiboku Club. Bình thường thì trong những cái thời gian này thì Thụy Vũ cùng với Ngọc Nam sẽ đồng hành cùng với quý chị nhà đầu tư. Tuy nhiên thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhé, thì Ngọc Nam thì vẫn đang có chút việc bận với câu lạc bộ nên là Thụy Vũ sẽ cùng đồng hành cùng với tất cả mọi người. Còn trong phiên giao dịch ngày mai thì hai anh em sẽ lại tiếp tục xong kiếm hâm bích anh chị nhé. Còn phiên giao dịch ngày mai thì cũng như cuối tuần vừa rồi thôi thì sẽ có mình Thủy Vũ, và cũng rất mong quý chị nhà đầu tư sẽ có những cái lượt like, lượt share hoặc là những cái bàn tay, những cái trái tim màu tím để ủng hộ khích lệ tinh thần cho Thủy Vũ ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị nào mà chưa like, chưa share thì nhớ dành một chút thời gian anh chị nhé. Ok, thì bây giờ đang là 8 giờ 48 phút thì Thủy Vũ cũng sẽ xin được cập nhật một vài những cái thông tin, một vài những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý ở trong cái cuối tuần vừa rồi. Về các cái thông tin liên quan đến thị trường ở trong nước thì chúng ta sẽ có một vài những cái vấn đề. Thứ nhất là liên quan đến việc mà cái thông tư 02 của chúng ta về cái việc mà gia hạn nợ xấu ấy sẽ được tiếp tục là gia hạn thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ đến hết năm 2024 này. Nên là cái việc mà áp lực trích lập dự phòng hay là áp lực nợ xấu của các cái ngân hàng, các cái tổ chức tín dụng thì nó sẽ tiếp tục được nới dài. Và chúng ta cùng xem được là trong những cái tháng cuối năm hay là những cái tháng đầu năm sau thì khi mà tất cả mọi thứ nó trở lại bình thường, như là cái thông tư này nó hết hạn thì các cái tổ chức tín dụng của chúng ta nó có đối mặt với lại cái áp lực nợ xấu hay không. Còn giai đoạn này thì chúng ta vẫn đang được gia hạn anh chị nhé. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cũng biết được là hôm nay là ngày mùng 8, tức là ngày mùng 8 tháng 4 thì cái lô tín phiếu đầu tiên của chúng ta sẽ quay trở lại thị trường. Quay trở lại thị trường tức là 20.000 tỷ đầu tiên anh chị nhé, 20.000 tỷ đầu tiên hình như mình nhớ là lãi suất đầu tiên là 1.4% ấy, sẽ quay trở lại hệ thống, và đây sẽ giúp phần cho chúng ta giảm bớt cái áp lực thanh khoản ở trong hệ thống liên ngân hàng trong những cái ngày vừa qua, khi mà có những thời điểm mà nó lên đến hơn 4%. Cái cuối tuần vừa rồi thì anh chị biết được là cái lãi suất liên ngân hàng thì nó cũng đã giảm bớt một chút rồi nhưng mà vẫn còn đang trên tầm 3,9%, tức là vẫn tương đối là cao. Còn là khi mà cái dòng tiền tín phiếu nó quay trở lại thì chúng ta cùng xem được là nó có giảm bớt cái áp lực này hay không. Trong cả cái tuần vừa rồi thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến lại cái vấn đề liên quan đến 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 tỷ giá, đúng không anh chị? Liên quan đến tỷ giá thì chúng ta đã biết được là tuần vừa rồi thì tỷ giá của chúng ta thì nói về sức mạnh của đồng đô thì nó yếu đi một chút, yếu đi một chút anh chị nhé. Còn giai đoạn này thì mình đánh giá là rất là khó để mà DI của chúng ta giảm mạnh, bởi vì DXY thì được cấu thành bởi rất nhiều những cái đồng tiền khác, ví dụ như là euro, ví dụ là nhật, ví dụ như là franc, hay là mình nhớ là 5-6 loại đồng tiền cơ. Nhưng mà các cái loại đồng tiền kia thì nó đang các ngân hàng nhà nước ấy, người ta đang có những cái đồng tiền đó thì đang có một cái định hướng là giảm lãi suất sớm, trong khi đó thì đồng Mỹ thì chưa có định hướng là giảm lãi suất sớm, nên là cái DXY của chúng ta nó sẽ hy vọng mình kỳ vọng nó sẽ quanh quẩn ở đây. Còn là giai đoạn này thì nó chắc chắn là nó vẫn phụ thuộc vào cái động lực chính của chúng ta, tức là tiền Việt. Còn là giai đoạn này thì nó vẫn đang ở vùng cao anh chị nhé, nên là cái áp lực về 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 tỷ giá thì nó vẫn còn nguyên, nó chưa chưa hề hết đâu anh chị ạ, nó chưa hề giảm đâu. Ok, đấy là về cái thông tin ở trong nước mà mình nghĩ là anh chị cũng quan tâm ở trong cái cuối tuần vừa rồi. Còn là đối với mình trong giai đoạn này với những cái động thái của ngân hàng nhà nước thì cái việc mà thị trường của chúng ta dư thừa thanh khoản, dư thừa tiền ấy, thì rất là khó, rất là khó. Nên là với góc nhìn của mình thì chúng ta kỳ vọng cái việc mà thị trường ta vượt đỉnh ở đoạn trên này thì cũng rất là khó, bởi vì bây giờ để mà kéo được thị trường ở lên trên cao trên này thì chúng ta cần phải có môi trường là nhiều tiền hơn cả những cái giai đoạn trước này để kéo được thêm các cái cổ phiếu lên, càng lên cao thì sẽ càng phải cần nhiều tiền. Còn trong những cái giai đoạn này thì khi mà cái động thái đó và cái áp lực tỷ giá thì mình đánh giá là thị trường của chúng ta thì rất khó để mà có khả năng mà vượt lên trên cái vùng vùng cao như này, nghĩa là vượt lên trên cái vùng đỉnh như thế này. Còn là những cái động thái ở trong cái cuối tuần vừa rồi chúng ta có thể biết được là trong những cái ngày đầu tuần thị trường của chúng ta có những nhịp rung lắc, có những nhịp rung lắc ở đầu tuần. Tuy nhiên thì nó chủ yếu đến từ các cái nhóm cổ phiếu trụ. Nhưng mà đến cái hai cái ngày cuối tuần thì thị trường của chúng ta thì bắt đầu lan sang toàn bộ thị trường, tức là những cái nhóm cổ phiếu liên quan đến 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 mid cap thì cũng bị ảnh hưởng tương đối là mạnh, đặc biệt là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi khi mà thị trường của chúng ta đối diện với lại cái áp lực từ thị trường thế giới, khi mà các rất nhiều những cái thị trường khác thì đều giảm điểm trên 1% thì thị trường của chúng ta cũng có một cây giảm 1% tương ương với 13 điểm, và cái câu chuyện của chúng ta thì vẫn tiếp tục bắt mua bắt phải nói đến ở cái phiên ATC khi mà rất nhiều các cái cổ phiếu thì bị đạp ở trong phiên ATC. Còn anh chị hỏi là thị trường của chúng ta giai đoạn này liệu có giảm mạnh hay không
thì mình vẫn giữ cái quan điểm ở như cái giai đoạn trước, tức là sao, xét về trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ của Ichi thì đoạn này mình vẫn đánh giá thì thị trường của ta giảm nhưng vẫn sẽ có nhịp hồi, vẫn sẽ có nhịp hồi lên, và cái thời điểm mà chúng ta gọi là cẩn trọng hơn, tức là phòng thủ mạnh mẽ hơn, đó là cái giai đoạn mà khi mà thị trường của chúng ta tiến vào 2 cái tuần cuối cùng, tức là hết cái tuần này, thì lúc đó thì chúng ta cần phải phòng thủ nhiều hơn. Còn đoạn này thì khi mà thị trường ta có những cái nhịp hồi phục lên thì anh chị hãy chú ý là đặc biệt là những anh chị nào mà bây giờ không có vị thế tốt, chúng ta phải phải phòng thủ trước, phải phòng thủ trước anh chị nhé. Còn đoạn này ví dụ như anh chị nào vẫn duy trì được cái lợi nhuận 10%, 15%, 20% thì chúng ta hãy canh nhịp hồi bên trên này. Còn những anh chị nào mà chúng ta không có vị thế tốt, hay là chúng ta bây giờ đang âm trên 4%, trên 5% thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những cái gọi là sự phòng bị sớm hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những anh chị nào mà đang âm tầm khoảng 4-5% là chúng ta hầu như là chúng ta đang mua tầm khoảng gần nhất là tầm khoảng 2 tuần gần đây nhất. Và cổ phiếu của chúng ta thì đặc biệt là các cái nhóm cổ phiếu kênh trên, các cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, hay là phiên cuối tuần vừa rồi chúng ta có cái nhóm cổ phiếu liên quan đến chứng khoán. Hôm chúng ta có những cổ phiếu liên quan đến chứng khoán thì nó đều giảm như thế này. À, chết rồi, mình hình như mình quên chưa 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 share link, cứ thế ngồi nói thôi. Quên quên chưa share link dành cho các cái Zoom của chúng ta này, là anh chị vào chưa được đông cho lắm. Ok, để anh em đợi mình chút đã. Ok, hôm nay thì vẫn có một mình em thôi anh chị. Hôm nay thì vẫn có mình em thôi. Hôm nay thì Nam thì vẫn đang có một chút công việc, nên là sáng mai thì Nam mới lại quay trở lại được. Sáng mai Nam mới quay trở lại với lại chúng ta được anh chị nhé. Mai thì Nam sẽ tiếp tục làm host. Còn hôm nay thì vẫn có một mình em thôi, giống như phiên thứ sáu. Anh chị tiếp tục dành những lượt like, lượt share anh chị nhé, hoặc là bàn tay những cái trái tim để chúng ta đồng hành cùng nhau ở trong phiên buổi sáng ngày hôm nay. Đến đâu anh chị nhở? Đúng không, thị trường đúng không chị? Thì hiện tại nhé, xét về tất cả mọi thứ chị nhé, thì mình vẫn cứ đánh giá là với những cái thanh khoản giao dịch ở trong cuối tuần vừa rồi, với những cái diễn biến này thì mình vẫn đánh giá là hiện tại thị trường chúng ta vẫn sẽ có những nhịp hồi phục lên. Nhưng mà mình thì mình không đánh giá là thị trường ta sẽ kịp tiến được về đỉnh chị nhé, tiến được về đỉnh, mà nó sẽ kiểu kiểu như là nó sẽ tạo thành cái mẫu hình gọi là mình nói mẫu hình vai đầu vai ở đây. Đấy, tức là đây là một vai này. Đấy, đây là cái đầu của chúng ta này. Đây là cái đầu của chúng ta, sau đó nó sẽ hồi phục lên như này, và cái thời điểm mà mình đánh giá nó cần phải phòng thủ nhiều hơn, cần phải phòng bị nhiều hơn là ở cái giai đoạn mà cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì chúng ta cần phải phòng bị nhiều hơn. Còn nhịp này thì mình vẫn đánh giá được, để mà tiến về đỉnh cũ như này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhìn thấy một cái thanh khoản mà nó phải loanh quanh 30.000 tỷ chị ạ. Phải loanh quanh 30.000 tỷ thì lúc đó thì mình mới đánh giá được thị trường ta có cơ hội vượt đỉnh. Còn giai đoạn này thì góc nhìn của mình sẽ vẫn có những cái nhịp mà sẽ tạo lên cái vùng gọi là vùng vùng vai ở đây. Đấy là nói về phân tích kỹ thuật. Còn nói về Ichi thì sao ạ? Nói về Ichi thì sao thì các bạn nhìn thấy hiện tại là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái gọi là trạng thái tích lũy, tức là sao, đây các bạn có thể nhìn thấy được là Tenkan Kiju của chúng ta vẫn đang chạy lên anh chị nhé, vẫn đang tiến lên. Còn bây giờ thì cái ngắn hạn của chúng ta, tức là cái đường Tenkan của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, nhưng mà cái Kiju của chúng ta thì vẫn đang hướng hướng ngang này, tức là trong 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 cái hệ thống Ichi thì cái đường 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 Kijun của chúng ta là cái đường quan trọng, thì hiện tại nó vẫn đang ở trong trạng thái đi ngang, tức là sao, vẫn đang tích lũy, và chỉ nguy hiểm khi nào, khi mà Tenkan Kijun của chúng ta hợp lại với nhau và bắt đầu lao xuống, bắt đầu có dấu hiệu lao xuống thì lúc đó chúng ta mới thấy được là nguy hiểm. Nó giống mấy giai đoạn trước anh chị nhé, đoạn này các bạn nhìn thấy được là Tenkan của chúng ta đang cũng có đang cái dấu hiệu mà phi xuống này, nhưng mà Kijun của chúng ta vẫn đang đi ngang lên này, sau đó thì nó vẫn cứ tiếp tục là hợp, nó đi lên thêm một nhịp nữa. Còn giai đoạn này thì mình chưa kỳ vọng nhá, với những cái thông tin liên quan đến 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 dòng tiền cũng như liên quan đến vĩ mô thì mình thấy được là thị trường ra rất là khó để mà quay trở lại cái đoạn trước, mà nó sẽ nguy hiểm ở đoạn này, nó sẽ nguy hiểm ở đoạn này hơn, đoạn này hơn. Còn đoạn này thì như vừa rồi mình chia sẻ sẽ có những nhịp hồi lên, sẽ có những nhịp hồi lên, nên là đặc biệt giai đoạn này anh chị nào mà chúng ta có vị thế tốt nhá anh chị nhé, có những cái vị thế tốt, tức là chúng ta vẫn còn duy trì được những cái khoản lợi nhuận 10 15% hoặc là thậm chí nhiều hơn, thì chúng ta có thể là đợi những cái nhịp như này chúng ta xử lý hoàn toàn ổn, vòng lên như này chúng ta xử lý hoàn toàn ổn đấy chị nhé. Còn những anh chị nào mình vẫn nói, còn những anh chị nào mà chúng ta mới mua trong tầm khoảng 2 tuần gần đây nhất, chúng ta bây giờ chúng ta đang âm rồi, trên 4% rồi, thì bắt buộc là chúng ta phải xử lý dần, các bạn không thể đoán được nó hồi đến đâu đâu, nên là trên cái đường hồi thì chúng ta cứ thế chúng ta cơ cấu dần đi. Tức là nhiều bạn thì nói rằng là liệu bây giờ là chúng ta có thể là mua 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 T cộng hay không, tức là sao, chúng ta mua cái hàng có sẵn thì chúng ta bán ra hay không, thì mình cũng chia sẻ với chị là gì,
là có thể là chúng ta sẽ bị kẹt lại cái hàng mà anh chị đảo T. Nếu như mà thị trường của chúng ta nó chỉ hồi phục tầm khoảng 1 đến 2 phiên thì chúng ta sẽ bị kẹt lại cái phần mà đảo T. Nên là trong cái giai đoạn mà mình đánh giá rằng là bắt đầu phải phòng thủ thì cũng không cần thiết là phải đảo T, không cần thiết là phải đảo T, mà chúng ta cứ thế chúng ta cover, nói chung là chúng ta bán dần hàng ra thôi. Trong cả cái giai đoạn vừa rồi anh chị nhé, anh chị có thể nhìn thấy là trong cả giai đoạn vừa rồi chúng ta đã có 5 tháng tăng anh chị nhé, 5 tháng tăng. Thì trong cái tháng này mình đánh giá là thị trường chúng ta lên lên có những nhịp mà rung lắc mạnh, lên có những nhịp rung lắc mạnh để chúng ta đánh ở những cái nhịp sau thì nó sẽ hơn. Còn giai đoạn này ví dụ như trong cái tháng này mà thị trường ta cứ lình xình hay là không có những cái nhịp mà gọi là reset ấy, thì rất là khó ở trong những cái tháng tiếp theo anh chị nhé. Bởi vì đây là gọi là chúng ta nói về 2 tuần gần đây nhất thì nhiều người âm, nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cả một cái chặng đường vừa rồi thì mình đánh giá rất nhiều rất nhiều anh chị nhà đầu tư bây giờ vẫn đang có một cái khoản lợi nhuận mà họ nói là gì, họ nói là họ chấp chỉnh cái nhịp này anh chị nhé, chấp chỉnh cái nhịp này. Nên là bây giờ để toàn bộ là bây giờ là những cái nhịp gọi là cần thiết để mà rũ dòng tiền ngắn hạn, dòng tiền mới vào ra để mà chúng ta đánh ở những nhịp tiếp theo. Còn là những cái nhịp mà các bạn nhìn thấy nó bán bây giờ nhiều người cứ nói là người ta cắt lỗ, nhưng mà mình thì mình quan điểm khác là gì, hầu như là người ta vẫn còn lãi tương đối nhiều anh chị nhé, hầu như còn lãi tương đối nhiều, kể cả các cái cổ phiếu các bạn có thể nhìn thấy được là trong cuối tuần vừa rồi nó diễn biến rất là xấu. Ví dụ gì chúng ta có gì mấy cổ phiếu FTS này, các bạn nhìn cái chart này thì các bạn bảo là người ta cắt lỗ, nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xa ra anh chị, khi mà chúng ta phải nhìn xa ra làm sao người ta cắt lỗ chị, đâu có cắt lỗ đâu, đây là toàn bộ là chốt lời chị, chỉ có gì chỉ có tầm khoảng 2 đến 3 tuần gần đây nhất ai mua vào thì sẽ cắt lỗ, ai mua vào thì cắt lỗ, còn đâu thì cái giai đoạn trước. Bởi vì sao? Bởi vì những cổ phiếu này nó chưa có một cái nhịp điều chỉnh nào quá mạnh anh chị nhé. Bạn có thể nhìn thấy được là ví dụ những người mua ví dụ từ tầm khoảng 40 này, các anh chị nhìn trên cái đường lên này, tức là sao, những cái nhà đầu tư mà người ta mua và nắm giữ đấy, chứ còn nếu mà nói T cộng thì mình không nói, nhưng mà mua và nắm giữ anh chị nhìn này, đâu có gì, có 1, 2, đây là cái nhịp gọi là chỉnh mạnh ở đây là bao nhiêu, 5%, nhịp đằng sau là chỉnh mạnh bao nhiêu, chỉnh mạnh ở đây là tầm 4-5% đấy. Các bạn nhìn thấy trong cả một cái suốt quá trình vừa rồi đi từ 40 đến 60, tức là người ta đang có lợi nhuận là tầm khoảng 50%, chưa có một con người nhịp rung lắc nào cả. Còn đoạn này mình nói thật là có về đến vùng giá 54 này thì vẫn rất nhiều người là vẫn sẽ giữ hàng anh chị nhé, vẫn rất nhiều người sẽ giữ hàng. Còn bây giờ để mà nói tham gia mới những cái nhóm cổ phiếu như này thì mình sẽ phải đợi cái nhịp gọi là nhịp nhịp giảm thứ hai thì lúc đó thì mình sẽ tham gia. Tức là sao, chúng ta sẽ có một cái vùng là gì, loanh quanh 54 và loanh quanh 50 là những cái vùng mà những cái nhà đầu tư mới chúng ta vào thì nó sẽ ổn hơn, ít nhất là nó phải rũ được những cái hàng ở đây, những cái hàng ở đoạn trên này, hay là những cái hàng mà mua đuổi theo lên trên này rũ bớt ra, thì lúc đó thì sẽ có nhiều những cái dư địa hơn để chúng ta tham gia những cái nhịp đằng sau. Còn bây giờ mà cứ lằng nhằng ở đây anh chị nhé thì kể cả tham gia mới chúng ta sẽ rất rất khó tham gia. Nên là anh chị phải chú ý là nhịp này là cái nhịp mà mình nghĩ là điều chỉnh cần thiết anh chị nhé, điều chỉnh cần thiết. Đây mình chỉ nói từ cái từ gọi là điều chỉnh anh chị nhé, vẫn nói là gì, 2, 4, 5 tháng tăng liên tiếp, mình phải cho chia sẻ với chị 5 tháng tăng liên tiếp nhé, 5 tháng trời. Và nếu như kể cả ở trong cái giai đoạn mà thị trường đã uptrend mạnh nhất, các bạn có thể nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, một tháng giảm, 1, 2, 3, 4, 5, một tháng giảm. Tiếp theo gì, 1, 2, 3, 4, 5, một tháng giảm. Đấy là thị trường một giai đoạn mà tăng từ bao nhiêu ạ, tăng từ 650 lên cái vùng giá 1.500, tức là tăng 3 lần. Thì nó vẫn cứ tiếp tục trong những cái tháng này, nó vẫn sẽ có những cái gọi là những cái cây nến kiểu như thế này, kiểu như thế này, không rũ bỏ mặc zin thì là nhịp điều chỉnh của thị trường đấy. Mình nhớ là những cái cây nến này là thị trường căng mặc zin là nó phải xả ra đấy, các bạn cứ thế. Sao còn bây giờ chúng ta có gì, 2, 4, 5, 2, 4, 5 này. Còn nếu như mà thị trường trong cái tháng 4 này và hoặc là thậm chí là đầu tháng 5 thị trường của chúng ta có nhịp điều chỉnh thì chúng ta sẽ phải nhìn nhận là gì, là nó sẽ dễ đánh, dễ chơi hơn, bởi vì cổ phiếu nó sẽ về cái mức giá mà nó hợp lý hơn để cho chúng ta tham gia, đặc biệt là ở trong những cái giai đoạn mà cuối năm. Còn thị trường của chúng ta mà cứ lình xình ở đây rất khó đánh anh chị nhé, thị trường lình xình ở cái vùng này rất khó đánh, rất khó đánh. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thì các cái cổ phiếu mọi người có thể thấy được là chúng ta không ăn được nhiều, nhưng mà hầu như là toàn là thời gian mà chúng ta gần đây nhất chúng ta tham gia chúng ta không ăn được nhiều. Còn đâu thì nếu như mà chúng ta tính xa ra tầm khoảng 2 3 tháng thì chúng ta làm sao? Chúng ta vẫn có những khoản lợi nhuận trên 20%, mình nghĩ là nhiều anh chị nhá, mình nghĩ là khá là nhiều. Đấy là mình còn chưa nói được là những cái nhịp mà người ta còn giữ được ở xa hơn nữa.
Nên là trong giai đoạn này thì cái việc phòng thủ ở đây là gì? Dành cho những cái người mà chúng ta giao dịch mua bán ở trong 2 tuần, 3 tuần gần đây nhất, các cái cổ phiếu của anh chị là giảm về đến những cái vùng gọi là vùng 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 vùng, vùng, vùng cần phải chú ý, tức là sao 4 đến 5% lỗ này chúng ta cần phải chú ý, đặc biệt là những cái nhịp mà hồi lên trên như này chúng ta cần phải chú ý, chúng ta cần phải gọi là phòng thủ một chút thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là mình vào sau, mình đã những cái người vào sau là gì, là những cái người đã chốt lời được rồi anh chị nhá, đã chốt lời được ở nhịp trước rồi, người ta tiếp tục người ta đánh đấy anh chị nhá. Ok, còn bây giờ thì đang là 9:02 phút thì mình cùng xem thị trường của chúng ta một chút. Hiện tại đang là 9:03 phút. Quên. Các cái cổ phiếu hiện tại thì VN30 đang có những cái nhịp giảm, nhưng mà đây là phiên ATC, chúng ta đang nhìn thấy STB đang giảm 1,4, MVKG giảm 1%. Còn các cái cổ phiếu khác thì cũng đang đang loanh quanh như này. Nếu như phiên giao dịch ngày nay đỏ 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 đầu phiên thì mình đánh giá là khả năng hồi sẽ cao chứ nhá. Hồi sẽ cao. Vẫn nói cái từ gọi là hồi phục kỹ thuật. Ở các cái nhóm ngành thì mình sẽ chia sẻ một chút là trong trong thứ sáu vừa rồi thì nhóm chứng khoán là cái nhóm mà bị vận động tương đối là xấu ở phiên ATC, khi mà áp lực bán ra tương đối nhiều chị nhé, áp lực bán ra của trong cái phiên ATC tương đối nhiều, rất nhiều cổ phiếu là chúng ta bị đứt giảm thêm tầm khoảng 2-3% ở trong phiên ATC. Còn các cổ phiếu khác thì ví dụ phiên ATC của chúng ta âm tầm khoảng 1 điểm, 2 điểm, 1%, 2% thì rất là nhiều anh chị nhé. Hiện tại phái sinh của chúng ta thì cũng đang giao dịch ở cái mốc 1256, tức là đang dương tầm khoảng 4 điểm so với cái phiên cuối tuần vừa rồi. Hôm nay về đột biến thì chúng ta chưa thấy cái gì, có PVC thì đang tăng tầm khoảng 3% này. Cũng không chưa có gì nhiều chị nhé, chưa có gì nhiều. Các cái nhóm ngành bây giờ đang mới giao dịch được 4 phút thôi, tí nữa chúng ta sẽ quay lại, tí nữa chúng ta sẽ quay lại. Còn là góc nhìn của mình, những anh chị nào mà cầm những cổ phiếu chứng khoán thì mình đánh giá là hồi lên là nên 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 tham gia, và hồi lên là nên bán, hoặc là nếu mà chúng ta chịu được đến cái nhịp giảm tiếp theo chị nhé, chịu được một cái nhịp giảm nữa thì chúng ta mới xác định là chúng ta có thể là bắt, hay là nghĩa là cân bằng giá hay là gì gì đó, thì anh chị hãy phải 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 nói chung là phải sử dụng ở trong cái nhịp giảm thứ hai. Chứ còn với mình thì cái nhịp giảm đầu tiên như này thì bản thân mình thì mình thấy là nó cũng chưa hấp dẫn, thực sự là chưa hấp dẫn, chưa hấp dẫn. Nếu mà nhìn về tổng cuộc anh chị nhé, chúng ta nhìn ví dụ chặt tuần ấy chẳng hạn, nhìn về tổng cuộc này, các bạn nhìn thấy được này, ít ra nó phải giảm về đoạn này đúng không anh chị? Đoạn này thì bắt đầu mình mới nhìn cảm thấy được nó bắt đầu nó hấp dẫn. Còn bây giờ vẫn đang ở trên đoạn này thì mình thấy được là nó cũng chưa hấp dẫn để tham gia mới. Các cái nhóm ngành mà mình đánh giá là nó bị vận động mạnh ở trong giai đoạn vừa rồi, ví dụ như là những cổ phiếu kênh trên, bất động sản, khu công nghiệp này, ngân hàng này, hay là thậm chí liên quan đến các cổ phiếu xuất khẩu xuất khiết thì vẫn bị ảnh hưởng anh chị nhé. Chúng ta thêm có gì, thép thì vừa nhịp này ví dụ trong phiên thứ sáu vừa rồi cũng không phải là mạnh, khi mà thị trường ta giảm một nhưng mà các cổ phiếu toàn giảm 2,5 đến 3% thôi, không phải là mạnh. Các cái cổ phiếu giai đoạn này mình đánh giá là mạnh hơn, ví dụ như là bất động sản. Nếu mà nhịp hồi này thì mình vẫn đánh giá là bất động sản sẽ là nhóm ngành mà tiếp tục được kéo lên, tiếp tục có cái dòng tiền của chúng ta tham gia, nhưng mà không phải là để tham gia anh chị nhé, không phải để tham gia mới, mà là hầu như là dành cho những anh chị nào mà chúng ta còn hàng, chúng ta chốt hoặc là gì, hoặc là chúng ta đang âm nhẹ 1-2%, chúng ta bán hòa vốn, hoặc là chúng ta có lãi 1-2%. Thì đấy là góc nhìn của mình đối với nhóm ngành, kể cả dầu cũng tương tự, hay là bán lẻ mình thấy là một vài cổ phiếu cũng có thể là có cái trạng thái tương tự. Còn đâu thì hầu như các cái nhóm ngành khác trụ trước thì có phục hồi kỹ thuật cũng là cái nhịp để chúng ta có thể là bán bớt ra. Đấy là view của mình anh chị nhé, view của mình ở trong nhịp này. Còn mình thì mình ở như chia sẻ tuần trước mình cũng đánh giá là thị trường ta có xuống dưới này thì cũng sẽ có nhịp hồi đây, nhưng mà đoạn sau mới là cái đoạn mà nó sẽ khốc liệt hơn, mình nghĩ là nó sẽ khốc liệt hơn cái đoạn một này. Là bây giờ thì ví dụ như anh chị nào mà kẹt bên trên này thì phải cứ gấu, còn anh chị nào mà bây giờ đang đang lì với thị trường thì chúng ta đợi 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 hồi đấy, không vấn đề gì cả, nhưng mà hồi đây này thì để giảm về ngưỡng an toàn thôi. Và mình ngưỡng an toàn với mình thì đoạn này thì 50-50 là ngưỡng an toàn. Đấy, những cái vị thế tốt thì chúng ta giảm về 50-50 đó. Đơn giản như thế thôi. Còn ví dụ anh chị đánh T cộng thì mình nghĩ là không cần giữ cổ phiếu. Không cần phải giữ cổ phiếu, đánh T cộng không cần giữ cổ phiếu nhịp này. À, canh nhịp nào mà nhặt quên. Bỏ Z ấy, thì chúng ta chạy, chúng ta vào. Ăn nhịp hồi T3, T5 rồi lại ra. Còn cái vùng dự kiến của mình thì giai đoạn này sẽ là loanh quanh vùng dưới này. Nếu mà điều chỉnh anh chị nhé.
loanh quanh cái vùng dưới này, không nhiều đâu mà điều chỉnh để mà gì, để mà đoạn sau chúng ta dễ đánh hơn. Ok, anh chị. Xin chào, cảm ơn anh Mạnh Hùng nhá. Thì cái view của em thì nó đã rất là rõ rồi. Tức là sao khi mà thị trường là vượt lên trên này anh chị nhá. Thì em khuyến nghị mọi người là gì, không gia tăng tỷ trọng cổ phiếu mà hầu như là chốt lời. Đoạn vừa rồi thì view của em là lên trên này cơ. Nhưng mà sau đó thì lên đến 1290 là nó đã xuống rồi. 1290 nó đã xuống rồi. 1290 nó đã xuống rồi. À, khi mà nó không đến này thì chúng ta cũng sẽ có cái kịch bản tiếp theo. Nhưng sao mình không chủ động mà mình mua, mà mình chủ động là mình bán ra, à, chị nhá, chủ động mình bán ra. Còn em vẫn nói là gì, chúng ta phải nhìn tổng cuộc là gì. Bây giờ các anh chị cứ sợ là ví dụ đang lỗ 2-3%, cứ sợ cắt lỗ, còn chúng ta phải nhìn tổng cuộc là gì. Giai đoạn vừa rồi là gì, là chúng ta đã đánh ăn rất nhiều deal gì, 5%, 7%, 10%, 15%, 20% có đủ cả. Mà giai đoạn này lại sợ những cái nhịp mà giảm tầm khoảng 1-2%, 3% thì mình nghĩ là không cần thiết, không phải gì mà sợ, không có gì mà chúng ta phải sợ với những cái nhịp như thế cả. Ăn được những, mình nói ăn được những cái deal mà 10-15% thì lại sợ, cắt lỗ những cái deal 5% thì làm sao mà sợ, làm sao mà chúng ta đã đúng mãi trong thị trường được. Còn giai đoạn này mình vẫn đánh giá được gì, khó đánh trong tháng 4 này, hoặc là thậm chí là 1-2 tuần đầu tháng 5 khó đánh. Đoạn này thì sao, cái xác suất mà chúng ta ăn được nó, ví dụ đoạn trước là đoạn đoạn trước thì xác suất là chúng ta ăn được vẫn nhiều anh chị nhá. Đoạn này xác suất ăn được vẫn nhiều, bởi vì sao, chúng ta vẫn có bất động sản, chúng ta vẫn có khá nhiều những cái nhóm ngành, ví dụ thép cũng có một nhịp tăng này, chúng ta có dầu cũng có này. Đoạn vừa rồi thì mình nói thật anh chị là mình chỉ tập trung vào bốn nhóm thôi. Đoạn vừa rồi khi mà thị trường có đoạn hình sinh chỉ tập trung gì, bất động sản này, dầu khí này, thép này và xuất khẩu này. Nhưng mà đến đoạn gần đây nhất thì mình phải ao ra xuất khẩu này, bởi vì sao, không có tiền vào không đi được. Đoạn sắp tới này có lẽ là mình sẽ phải ao ra thép, bởi vì sao, nhận nhận định vừa rồi của mình, góc nhìn vừa rồi của mình với thép thì nó vẫn đang yếu, vẫn đang yếu. Thị trường giảm 1%, nó giảm 2-3% như thế là chúng ta phải nhìn thấy được rồi, nó đang yếu, có thể là nó sẽ quay lại ở cái nhịp mà nhịp sóng sau, nhưng mà cái đoạn này là chúng ta không nên tăng tỷ trọng thêm, hoặc là gì đó, hoặc là chúng ta phải đợi thêm, kiên nhẫn đợi thêm để mà cân cái giá xuống. Còn à, ví dụ anh chị là có thể là đang âm tầm khoảng 2-3%, 3-4%, thì với mình thì nó rất là đơn giản anh chị ạ. Ăn được rất nhiều deal, ăn được rất nhiều deal, 5% 7% có, 10% có, 15% có, nên là không hề sợ những cái nhịp mà phải cơ cấu ra như thế. Còn à, em có chia sẻ rồi, đoạn này thì có thể có hồi đây anh chị nhá, view của em vẫn là có hồi đây, view của em vẫn là có hồi đây, có một nhịp hồi ở đây. Sau đó thì đến cái đoạn mà eo mây ở đoạn này, eo mây ở đoạn này, đây là cái nhịp mà chúng ta cần bảo trọng hơn, hay là anh chị nào đánh trong mô hình thì chúng ta chú ý cái đoạn này, có thể là sẽ tạo thành một cái đỉnh nữa đây, một cái đỉnh đỉnh nhỏ nhỏ ở đây. Còn à, chắc chắn là khi mà mình tham gia cái giai đoạn gần đây nhất, anh chị nào mà ví dụ có dính vào cái giai đoạn gần đây nhất ấy, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta, nếu mà chúng ta đã ra rồi thì chúng ta cũng phải chúng ta sẽ phải 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 đợi đợi chờ một chút, nghĩa là phải ngồi chờ, mình nói phải ngồi chờ một chút. View của em thì khả năng hồi về 1264 đến 1270 anh chị nhá, 1264 1270. Đây, nói về kỹ thuật đây. Các bạn nhìn thấy được tại sao mình vẫn cứ có cái quan điểm mà thị trường có hồi là gì? Thứ nhất, các bạn nhìn thấy là cái khung khung dài này. Bây giờ nó vẫn còn đang toạc như này, kể cả giảm mạnh không có, kể cả mà tăng mạnh cũng không được, mà giảm mạnh cũng không được, nghĩa là nó lình xình. Còn kể cả trong cái khung H1, các bạn nhìn thấy là giao kiến của chúng ta cũng vẫn đang 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 rất là xa nhau như này, tức là cái thời điểm mà nguy hiểm nó ở đoạn này này. Nếu mà nói về giảm, thời điểm nguy hiểm của nó ở đoạn này là đoạn này, các bạn đếm đến đây, từ đây ra đến đây có thể là tầm khoảng qua thứ tư thì bắt đầu là khi mà hai cái kiếm này nó bắt đầu nó hợp lại với nhau thì chúng ta có thể là có cái đoạn nguy hiểm ở tầm khoảng thứ tư thứ năm. Tức là sao, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hồi ở thứ hai thứ ba hoặc là thậm chí thứ tư, nhưng mà sang đến thứ năm khi mà cái đoạn này nó lại lại siết lại với nhau như này là lại phải 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 cẩn trọng. Đấy. Và thêm nữa là gì, khi mà thứ tư thứ năm thì nó bắt đầu nó lại siết lại với nhau như này, đấy là cái thời điểm mà mình nghĩ là cần phải cẩn trọng. Còn đoạn này thì anh chị nào mà nói về cái việc mà ví dụ sáng nay đỏ mà có cần phải bán hay không, thì mình nghĩ là không cần phải bán nếu mà đỏ phiên sáng nay, không cần phải bán.
Còn anh chị nào nhé, lại đây còn nói chung là mình lại tua lại một lần nữa, đây là lần thứ 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 ba thứ tư rồi, ai mà đang lỗ tức là sao, 2-3 tuần gần đây nhất đang âm trên 4%, đừng kỳ vọng quá nhiều, tức là sao trên cái đường lên ấy các bạn cứ rỉa dần hàng ra, đừng cố gắng mà ví dụ như hôm nay chúng ta bây giờ chúng ta bán 20 nhưng ngày mai nó hồi đến 21 thì sao, các bạn cứ tỉa dần trên cái đường lên đấy, chứ còn đừng đoán cái việc mà nhịp hồi, bởi vì sao, bởi vì chúng ta đã xác định là nhịp này hồi lên để chúng ta có thể ra bớt hàng, đưa về cái tỷ trọng cân bằng. Còn sau đó thì ngồi nghỉ, mình nói thật là ngồi nghỉ, các bạn có thể là các bạn vẫn còn đang máu chiến với thị trường, nhưng mà các bạn phải nhìn tổng thể thị trường giai đoạn này đấy, lại nhìn đưa lại cái đến này. 5 tháng thị trường tăng rồi, ngân hàng này, bất động sản khu công nghiệp này, bất động sản này, chứng khoán này, rất nhiều các nhóm ngành đều đưa cho chúng ta những khoản lợi nhuận, nói chung là với mình thì nó không phải là quá lớn, tức là sao ví dụ bank tầm khoảng 20-30%, các cái nhóm cổ phiếu khác đều hầu như là tầm 20-30%, có nhóm ngành nào mà đột biến hơn thì tầm khoảng 40-50%, nếu mà tổng thể anh chị nhé. Nên là đoạn này sẽ là cái đoạn mà nên 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 nghỉ một chút, nên nghỉ một chút. Đấy là khả năng thị trường hồi anh chị nhé. Ok, xin cảm ơn anh Hải Nam này, xin cảm ơn tất cả mọi người nhé, những cái trái tim. Còn đâu đoạn này anh chị mua là cái mình đánh giá là kể cả trading anh chị nhé, cái xác suất mà chúng ta thắng ấy, thì nó hơi nhỏ, bởi vì sao, cái thời gian mình nghĩ là thời gian mà nó đủ tê ấy, thì có phải bắt trúng ngày, phải bắt trúng 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 ngày ấy, thì chúng ta mới đủ tê. Góc nhìn của mình là có thể là 2-3 phiên, 2-3 phiên thôi. Ok, bây giờ là đa thị trường của chúng ta thì đang index thì đang xanh rồi, phái sinh thì cũng đang dương 4,3%, xanh đầu phiên này lại thì sẽ đỏ, xanh đầu phiên là tí nữa là chỉ cần hồi lên một đoạn ngắn 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 là lại sẽ có áp lực bán xuống, nhưng mà buổi sáng thì lình xình như thế thì cũng ok, không sao cả. Ở tâm lý của những cái người ví dụ như mình vừa nói, những ai mà đang 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 âm ở trên cái vùng trên hôm trước ấy, tức là đặc biệt là nhóm những cái nhóm mà âm âm mạnh ấy. Ví dụ như chứng khoán thì hiếp đoạn này thì chỉ cần hồi xanh nên là sẽ có những người người ta sẽ cơ cấu lại ngay, nên áp lực ở những cái nhóm đấy là nó nhiều hơn. Còn mình vẫn đánh giá được là giai đoạn này thì nếu anh chị nào đang cầm bất động sản chẳng hạn, thì mình vẫn thấy được là dòng tiền nó có vào những cái nhóm cổ phiếu này, nên là cái việc mà nếu mà thị trường hồi anh chị nhé, nhịp này thị trường hồi thì mình vẫn đánh giá được là bất động sản sẽ là hồi lên, nhưng mà không phải là để anh chị mua, mà để anh chị cơ cấu lại hoặc là chúng ta cân bằng lại cái tỷ trọng của chúng ta. Mình vẫn nói rồi, ví dụ như danh mục anh chị có gì, một cổ phiếu bất động sản nó khỏe và 1-2 cổ phiếu khác nó yếu, thì đơn giản nhất là chúng ta làm gì, chúng ta bán một phần của cổ phiếu bất động sản và chúng ta bán một phần của cổ phiếu mà yếu nhất, thì tự nhiên là chúng ta giảm được tỷ trọng của cổ phiếu bất động sản cũng như là cái cổ phiếu yếu nhất, làm cho tỷ trọng của chúng ta cân bằng, cứ lấy một thằng to nhất một thằng bé nhất và chúng ta cân bằng nó cho nhau, đơn giản là như thế thôi. Ok rồi, điểm qua một chút thì đang tăng dương tầm khoảng 2 điểm, dương đầu phiên như này là tí là sẽ có một nhịp kéo xuống đấy. Bây giờ thì chúng ta kỳ vọng gì, mình nói thật là nói về điểm số nha, mình kỳ vọng là trụ sẽ có một nhịp hồi phục kỹ thuật, bởi vì sao, nhịp vừa rồi banh cũng 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 đi xuống khá nhiều anh chị ạ, banh đi xuống khá nhiều ấy, nên là mình không phải nói là mình không tham gia banh đâu, nhưng mà mình thì mình rất kỳ vọng đây, ví dụ như cái chart kiểu của MB anh chị nhé, cái kiểu của MB này thì chỉ cần một cái nhịp hồi phục lên như này thôi thì nó sẽ kéo được rất là nhiều điểm của thị trường, là chúng ta cứ phải nhận định nhau. Banh sẽ có cái giai đoạn là gọi là bớt điểm số thị trường, chỉ cần hồi lên như này thôi, là những cái cổ phiếu mà nó giảm 2 4 6 7 7 8 phiên gần đây nhất này, chỉ cần hồi lên như này thôi là chúng ta đã có được khá nhiều điểm rồi, hay thậm chí ACB cũng tương tự đây. Đấy, ACB cũng tương tự đây, nó chỉ cần hồi lên một tí đó, 1-2 phiên ở đây đấy, là tự nhiên là điểm số của thị trường ta sẽ có ở đây chứ đâu, mà khi mà nhìn thấy xanh và phát là sẽ có một cái dòng tiền nó vào, mình nói thật là cứ xanh là sẽ có dòng tiền vào, nhìn thấy thị trường xanh hoặc là ví dụ cuối phiên này phát là có cái nhịp hồi lên phát là bắt đầu sẽ có dòng tiền vào, nhưng mà cái chủ trương của mình trong giai đoạn này là gì, là vẫn là cơ cấu là chính anh chị nhé. Anh chị nào ví dụ như là chúng ta có cái
cái nghiệp vụ trading ấy thì mình không dám nói, bởi vì sao, họ có thể là mua xong họ bán ngay, họ mua xong họ bán ngay, hoặc là mua xong hôm sau họ bán ngay. Thì đấy là những cái anh chị nào đã tham gia thị trường rất là lâu rồi thì họ sẽ có những cái nghiệp vụ như thế. Còn ví dụ anh em nào mà chúng ta mới tham gia thì chúng ta cứ đặt các bạn thông cảm nhé, hôm nay thì có một mình ngay thôi, nên là nếu mà có câu hỏi gì thì mình cũng sẽ hơi bị mất tập trung một chút để mà trả lời một vài anh chị ở trong team, nên là cũng sẽ hơi bị ngừng một chút. Bình thường là ví dụ như là sẽ có từng giai đoạn, ví dụ là Thủy Vũ nói, Ngọc Nam nói thì chúng ta sẽ đỡ hơn. Ok, hôm nay thì mình thấy rất là nhóm dầu khí thì cũng vẫn xanh này, đoạn này thì mình đánh giá thì dầu vẫn ổn này, hay là bất động sản vẫn ổn. Nếu mà thị trường hồi thì hai dòng đấy sẽ là cái dòng mà tốt. Nhưng mà tốt ở đây là gì? Tốt ở đây theo cái hướng là cân bằng lại, nói chung là cân bằng lại anh chị nhé, cân bằng lại. Điểm sọt thì chỉ nên canh sáng anh Hùng nhé, nếu mà nói về điểm sọt thì chỉ nên canh sáng, chiều thì em không 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 dám chắc. Còn này ví dụ điểm phái sinh bây giờ thì bây giờ em bật chặt phái sinh ra thì lại mất vài phút để mà nhìn cơ. Nên thôi thì mình phái sinh thì em chưa khuyến nghị ở đây anh chị nhé. Nếu anh chị nào mà thích phái sinh thì chắc là giai đoạn tới thì mình cũng sẽ có một vài nhịp mình tham gia phái sinh. Thì cái view của mình là gì, là mình sẽ tham gia phái sinh vào vào 2 cái tuần cuối này cơ. Nhưng mà đoạn vừa rồi thì thị trường ta lại 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 giảm tương đối nhanh ở trong cái tuần vừa rồi. Mình đang định là tầm khoảng 2 tuần cuối thì bắt đầu mới quay trở lại với thị trường phái sinh. Bất động sản, tại vì bây giờ đang là 8:20, mình nhìn thấy rất là thanh khoản thì cũng hơi tương đối là thấp, tương đối là nhỏ. Và này thì chắc chắn là cái áp lực anh chị là cơ cấu anh chị nhé. Em Hảo vẫn ốm mà em không biết, thì như thế. Thực ra thì câu lạc bộ cũng tương đối nhiều anh em anh chị nhé, nói về nói chung là về 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 công việc thì nói chung là mình phải có một cái partner mà nó hợp ấy, là người đồng hành mà nó hợp ấy. Khi anh em mà không cần phải nói gì, ví dụ một người ngừng cái là người khác nhảy vào ngay tiếp câu chuyện ngay. Còn là ví dụ là bây giờ là một bạn mới vào thì nhiều khi nó vẫn cứ hơi bị khớp, hơi bị ngượng. Là ví dụ ngày mai Ngọc Nam về rồi thì thôi, hôm nay em cũng livestream một mình. Chung là để mà nói mà một mình công việc livestream thì thoải mái hả? Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Rồi bây giờ thì VN30 chúng ta thì vẫn đang âm. Đấy, bắt đầu quay trở lại âm rồi. Cái này thì đúng theo kịch bản thôi, sẽ chắc chắn là ví dụ như là đặc biệt là nhóm chứng khoán, mình thấy đặc biệt là nhóm chứng khoán nhịp vừa rồi, ví dụ như là trong cái phiên thứ sáu vừa rồi nhiều anh chị là không bán được, thì đoạn này thì sẽ bắt đầu có những cái nhịp mà người ta sẽ phải cơ cấu ra, đặc biệt là những anh chị nào mà đang 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 âm sâu anh chị nhé. Ví dụ chúng ta đu đỉnh trong phiên trước là nhiều cổ phiếu là cũng phải âm 5-6% rồi, thì hãy canh những cái nhịp này ra, tỉa bớt ra, mình vẫn nói tỉa bớt anh chị nhé, tỉa bớt ra, tỉa dần ra. Bởi vì đơn giản là gì, khi mà chúng ta tỉa lần một thì lần sau chúng ta sẽ tỉa nó dễ dàng hơn. Còn anh chị cứ ngồi một chỗ thì lần sau anh chị cũng sẽ ngồi một chỗ, bởi vì cái tâm lý của chúng ta là gì, hy vọng sau tiếp tục, hy vọng lớn hơn, hy vọng lớn hơn nữa, và hy vọng về đến bờ xong rồi hy vọng lại, bao giờ cũng thế cả. Còn câu chuyện bây giờ là gì, câu chuyện có những người mà đang có một cái câu chuyện của những người mà đang có cái đệm lãi lớn, mình nói thật là đệm lãi lớn, hoặc là gì, hoặc là những anh chị nào mà đã cơ cấu trước rồi. Ok, anh Văn Quyết hỏi về các mã cổ phiếu, mình sẽ bắt đầu trả lời anh chị nhé, đi qua một chút. DGC, DGC đang đổ. Cái bạn mà có bác Quyền nhé, bác Quyền thì không biết được là mình đang ở vùng nào. Còn cháu đánh giá là gì, nếu như mà đang giao dịch
ở quanh cái vùng giá 119 này thì ít nhất phải bán một nửa ra, ít nhất phải bán một nửa DGC ra. Vì đây thì cháu không không biết được là mình đang giữ vị thế như nào. Người ta giữ 90 khác, người ta giữ 100 khác, mà người ta giữ 120 chúng ta phải xử lý khác. Còn nếu như bây giờ chúng ta đang giữ ở 120 thì bình thường chúng ta đánh 1 tỷ thì bây giờ chúng ta giữ 500 triệu thôi. Đấy, bây giờ chúng ta giữ 500 triệu thôi, giữ một nửa so với lại cái mức bình thường chúng ta tham gia thôi. PVD, PVD. Con này thì đây, này, mọi người có thể thấy được là hình như mình chưa cập nhật data. Chưa cập nhật data. Ấy, mình cũng nói rồi, vừa dưới 32 đối với mình là bắt đầu là hấp dẫn đấy. Chúng ta chốt lời ở vùng giá 35.5, chúng ta bắt đầu chúng ta có thể nhận lại được. Ví dụ phiên giao dịch ngày mai nó về gần 30. Với mình thì 31 thì mình sẽ vào lại hết toàn bộ cái phần mà mình chốt ở bên trên này. Anh chị nhá. 31 thì mình sẽ vào toàn bộ hết phần trên này, còn ở dưới 32 là bắt đầu sẽ nhạt dần. Nhạt dần. Có thể mình đặt lệnh với anh chị nhá, chứ còn mình không mua nhiều, mình cứ đặt giải lệnh bên dưới. Mua cái phần mà trước đây chúng ta bán đối với PVD. Còn ví dụ như là chú mua ở cái cây mà gọi là cây breakout này, thì bây giờ liệu là chú có cái gọi là cái lượng tiền mà phòng thủ với không? À, chú cháu nói là gì, 31 về đến 31 về đến mây này, chú có còn tiền chú mua vào hay không? Còn với cháu thì cái nhóm ngành dầu khí vẫn là cái nhóm ngành mà chúng ta có thể tham gia được trong năm 2024 này, thậm chí sang đến 2025. PVD và PVS tùy mọi người thôi, tùy mọi người thôi. Nhưng mà trong những cái nhịp của chúng ta ra vào làm sao cho hợp lý thì là sẽ là công việc của ví dụ như là những cái nhà, những cái người trading như bọn mình ấy, thì bọn mình sẽ có được những cái nhịp ví dụ tầm khoảng 5-7% ở trong chính một cái cổ phiếu chị nhá. Mình thì mình kỳ vọng là gì, trong dài hạn nó vẫn tăng, nhưng mà sẽ có những nhịp 5-7% nó giảm và chúng ta tận dụng được cái nhịp đó hay không mới là cái vấn đề quan trọng. Còn mình thì mình vẫn đánh giá được là chỉ là khi nào chúng ta vào mà thôi, khi nào vào và khi nào bán mà thôi. Còn việc giữ thì anh chị thích giữ anh chị cứ giữ về PVS, PVD anh chị nhé. Đặc biệt là anh chị nào ví dụ PVD anh chị đang có đệm lãi 15-20% rồi, đừng sợ. Đơn giản là đừng sợ. Ok, thị trường ta giảm tiếp tầm khoảng 4 điểm anh chị nhé, giảm tiếp tầm khoảng 4 điểm. TV2 thì tiếp tục là đỏ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Lúc xanh thì nhìn thấy nó đẹp kinh khủng đúng không anh chị? Lúc xanh nhìn thấy nó đẹp kinh khủng, nhưng mà đến cái hai phiên sàn phát là nhìn thấy trông nó kinh luôn. Không biết là câu chuyện của TV2 là gì, không biết có câu chuyện gì đằng sau anh chị nhé. MWG thì chúng ta chú ý là 10-15 đúng không? Là cơ cấu quỹ là con này thì loại khỏi VN Diamond rồi. Cái câu chuyện này thì chắc là trước Tết thì mình chia sẻ anh chị. Nhưng mà với mình thì khi mà loại xong khỏi VN Diamond thì chúng ta hãy 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 tham gia anh chị nhé. Mình không biết, nhưng mà giai đoạn sau thì mình sẽ khuyến nghị mọi người tham gia MWG. Bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy nó xấu, tất cả mọi thứ nó xấu. Và sắp tới thì là gì? Sắp tới là nó sẽ ra khỏi VN Diamond. Anh chị nhá, ra khỏi VN Diamond khi mà cái quỹ VN Diamond nó cơ cấu 20-30 triệu cổ phiếu gì hay xong á, thì chúng ta hãy 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 tiếp tục chúng ta tham gia. Đấy sẽ là cái thời điểm mà mình đánh giá rằng là khó mà có thể xấu hơn được nữa. Anh chị nhá, khó mà có thể xấu hơn nữa đối với MWG. Và giai đoạn sắp tới thì đây sẽ là cái cổ phiếu, một trong những cổ phiếu mà mình sẽ tham gia. Giống như với mình thì cái gì nó xấu rồi, nó không thể xấu hơn được nữa thì bắt đầu chúng ta tham gia. Đặc biệt là anh chị đầu tư anh chị nhé, đặc biệt là anh chị nào đầu tư. Còn đoạn này thì mình vẫn thấy được là MWG như thế này vẫn còn đang duy trì tốt đấy. Với những cái thông tin mà Dư vừa rồi mình nói vẫn còn như này là vẫn còn tốt đấy. PVT có lên giữ ăn cổ tức bằng cổ phiếu thì không cần thiết anh chị nhé, không cần phải giữ. Nói thật là anh chị nào mà trading nhá, đảo T thì phải lên chú ý những cái đoạn này đấy. Nên chú ý những cái nhịp đỏ đỏ phiên thứ hai này. Nên chú ý những cái nhịp đỏ phiên thứ hai này. Nếu mà nói về đảo T. EVG thì nó đang 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 sàn như này thì em không bắt đâu. Chả có gì để mà bắt. Cổ phiếu bất động sản khác thì nó đang rất là đẹp rồi, mà cổ phiếu này nó như thế này thì chúng ta bắt làm gì ấy? Em thì mình không bắt những cổ phiếu này đâu, có để, nói chung là mình thì mình không không để tiền vào những cái nhịp rủi ro như này, không để tiền vào đây anh chị nhé, không để tiền vào những nhịp rủi ro như này. Bất động sản này
Nam Từ Liêm vẫn tăng, Novaland vẫn tăng, Đích vẫn tăng. Ok. Đất xanh thì giảm nhẹ, bất động sản vẫn ổn, mình thấy là bất động sản vẫn đang ổn. TCS hôm nay giảm 1,8% luôn. 16.5 à cũng không nhiều mà 16.5 về 16.2. Masan, điểm hỗ trợ của Masan đang âm hơn 4%. Có này thì gì, view của chị là gì ạ? Nếu như mà view của chị là chung và dài hạn thì đến đoạn này không 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 nên bán rồi. Nếu mà nói về Masan thì nếu mà view dài dài hơn một chút thì đoạn này không nên bán rồi. Đoạn này không nên bán rồi, đoạn này phải đợi hồi nên bán. Đợi hồi lên về đâu 374 hoặc là 75 chúng ta mới bán. Còn đoạn này thì ép xuống nữa là không nên bán. Nếu mà ép xuống nữa là không nên bán đối với Masan. Âm 4% chúng ta mua bên trên này không nên bán. Mình cầm mấy tháng giờ tạch hết lãi rồi, ORS chắc là không có đến mấy tháng đâu, hơn 1 tháng đúng không? Đấy, các bạn cứ nói là chấp chỉnh ở đây là 1 tháng rưỡi rồi, một về đến cái vùng nền tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi. Đối với mình nhé, đối với mình thì con ví dụ ORS này chúng ta có thể là lên cái vùng giá, hồi lên cái vùng giá 16.3, 16.4 các bạn chốt lời đi. Bây giờ đang 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 về hết, đang về vốn đúng không? Bây giờ hồi lên tầm khoảng lên 34, 10, 16.3, 16.4 bán đi. Bán đi bạn nhé. Với mình thì nhóm chứng khoán đây mới là cái nhịp giảm đầu tiên của nó thôi. Đây mới là cái nhịp giảm đầu tiên của nó thôi. Sẽ còn một cái nhịp nữa, sẽ còn một cái nhịp nữa để lúc đó thì mình mới thấy được là nhóm cổ phiếu chứng khoán mới bắt đầu quay trở lại hấp dẫn. ORS đơn giản nhất là gì, chúng ta bán 1/2 ví dụ lợi nhuận 2-3% được, nhưng mà chúng ta còn cái sức mua để làm gì, để về đến cái vùng dưới này chúng ta có thể cân giá xuống, thế thì nó sẽ thoải mái tâm lý dành cho anh chị hơn. Nên là mình mới nói một có một cái vấn đề nữa của nhà đầu tư là gì, là chúng ta không biết chốt lời ở đâu anh chị nhé. Một cái vấn đề nữa của nhà đầu tư là gì, không biết chốt lời ở đâu, kể cả lãi tầm khoảng 15-20% rồi nhưng mà không biết chốt lời hay là không biết bán ra kiểu gì. Chứ còn các bạn nhiều bạn nó không biết cắt lỗ cũng đúng, cái đấy cũng đúng, nhưng mà một cái vấn đề nữa là gì, không biết chốt lời ở đâu, không biết khi nào mà lên hiện thực hóa một phần lợi nhuận. Ok, bây giờ đang đang âm tầm khoảng 3. Nói chung là mình đối với mình thì nếu mà short nhá, vừa rồi anh Mạnh Hùng nói nếu mà short đánh hãy đánh phiên sáng, đừng đánh phiên chiều. Đoạn này đừng đánh phiên chiều. Hoặc là nếu mà muốn short mạnh nữa thì nên đợi cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, hoặc là thậm chí được là thêm một chút nữa để đánh một cái nhịp nó rộng hơn. Chứ còn là phiên phiên thứ hai ngày hôm nay thì đừng nên short. À phiên chiều hôm nay, từ chiều hôm nay cho đến giữa tuần đừng nên short. Hoặc là có short thì ăn đánh short ngắn thôi. Ok, đích đây, đích thì vẫn đang tăng này, 0,5%. PPT dự án cổ tức vừa rồi em chia sẻ anh chị nhé. Cổ tức bằng cổ phiếu thì không cần thiết. Anh có thể tự quyết định, bởi vì cổ tức bằng cổ phiếu thì mình thấy rất là nó cũng nói chung là nếu mà chúng ta giữ trung dài thì mình nghĩ là ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh T cộng hay là đánh trong 1-2 tuần thôi thì cổ tức không 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 phải là cái gì đó mà nó quá là ngon cả. Không những không ngon mà chúng ta còn phải mất 5% thuế phí cho cái phần cổ tức đấy. Đánh ngắn hạn thì thường thường là nên tránh cổ tức anh chị nhé. Thường thường là nên tránh cổ tức, thường thường là nên tránh phát hành thêm, nên tránh ưu đãi ưu điếc, tránh hết. Đã là ngắn hạn thì nên tránh hết cái đấy. Còn ví dụ như PVT này anh chị kỳ vọng như như mình nói ấy, dầu khí ấy, anh chị kỳ vọng 2024 2025 thì anh chị cứ thế anh chị giữ thôi, ăn hết tất cả mọi thứ luôn, cổ tức cổ tiết ăn hết. Có lên bắt đáy ok, không lên nha anh chị nhá. GX có lên trung bình dài không, với mình thì không, với mình thì nếu mà đánh đây gọi là chúng ta mua ở đây xong rồi chúng ta bán ra luôn, bán ra mua luôn khi mà thị trường trung hồi thì ok anh chị nhá, bán ra luôn nghĩa là mua ở đây luôn đấy, xong rồi ví dụ T chưa cần phải T đủ T cộng 2 đâu, T cộng 1 thôi cũng được, bán ra luôn khi mà nó loanh quanh vùng giá 24, từ 23.5 mà về đến 24.x là từ tầm khoảng 2 đến 3%.
DGC đang có rễ sắp phi rồi. Ok, nói chung là đấy là góc nhìn của bạn như thế anh chị nhá. Còn mình cũng nói từ giai đoạn này thì những anh chị nào mà đang đu đỉnh DGC ở vùng giá 120 thì anh chị cẩn thận. À, còn không thể so bì được với những người người ta cầm 90, 100 đâu. Tùy theo cái vị thế của chúng ta như nào thôi. Còn bây giờ đang ở 120 thì cẩn thận, phải phòng thủ. Giống như anh chị đang trèo cây đấy anh chị, đang trèo một cái cây nha anh chị nhá. Cái thằng ở dưới góc thì nó bảo nó chả nhìn, nó chả thấy cái gì cả. Nghĩa là động đất động đĩa nó chả thấy cái gì cả. Bởi vì sao? Nó đứng ở gốc. Nhưng mà ông thì đứng ở giữa cây thì nó khác, mà ông ở đứng ở ngọn cây thì nó khác. Nên là bây giờ thì tùy từng vị thế anh chị nhá. Tùy vị thế của anh chị như nào hết. Đừng 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 nghe, hay là đừng dùng cái mình mà suy luận cho cả. Đỏ hết rồi, hiện tại chúng ta là có 252 mã đỏ anh chị nhá. Với em thì ví dụ như trong phiên cuối tuần vừa rồi chúng ta có, đây mình có thống kê này. Mình có thống kê là cuối tuần vừa rồi thị trường chúng ta có 116 mã đỏ, 381 mã, 116 mã xanh, còn hiện tại chúng ta đang có 100 mã xanh. Thật anh chị là phiên giao dịch ngày hôm nay đỏ là mình cũng không làm gì cả nha anh chị nhá, đỏ mình không làm gì cả, phải đội hồi xanh. Đấy, anh chị cầm 100 ấy, anh chị cầm 100 ấy. Nên là anh chị cầm 100 thì nó khác. À quên, một đúng rồi, 100 thì bây giờ đang 120 thì là 20% thì nó khác. Đúng không? Bây giờ nhưng mà những người cầm 120 thì phải cẩn thận đấy. Mình chia sẻ luôn là phải cẩn thận đấy. Không thể so bì được với những người bên dưới được. Đâu rồi nhỉ? Xem nào, đạm lần phân bón này. DGC bây giờ đang âm tầm khoảng 1,8%. DTD có nên mua hay không? DTD là anh chị mua mới đúng không ạ? Đoạn này nói thật với anh chị là mua chỉ xác định đánh T2 T3 thì ok. Phiên giao dịch ngày mai nếu anh chị nào xác định đánh T2 thì chúng ta có thể là chú ý những cái nhịp đỏ trong phiên này. Chúng ta mua. Anh chị nhá, trong phiên này này, đỏ là mua. Mua xong rồi T2 về bán. Còn mua và nắm giữ cái đoạn này thì với mình thì không có gì. Không có gì để mà mua và nắm giữ được trong đoạn này. Chú ý anh chị nhá. Mua trong những cái nhịp đỏ trong phiên này. Phiên này là mua được, với mình phiên này là mua được. Nhưng mà cái này thì không dành cho đại đa số anh chị đâu, mình nói thật là không dành cho đại đa số anh chị đâu. Còn ví dụ cho phiên chiều nay mà nó xanh lên mà mua vào là không còn gì đâu, là cái biên của nó không còn nhiều đâu. Cái canh đỏ nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay mà mua hoặc mua dần. Ok, Novaland hình như lại tăng đúng không, bất động sản hôm nay lại tăng 3,3%. Mình vẫn đánh giá được nếu mà nhịp này hồi anh chị nhá, nhịp này hồi thì bất động sản vẫn sẽ hồi mạnh hơn. Nhưng mà hồi ra để làm gì, hồi lên để làm gì, chốt lời hoặc là hồi lên để cân thì cân bằng cái tỷ trọng của anh chị. Anh chị dùng một cổ phiếu bất động sản, anh chị cân thêm với lại cái cổ phiếu mà yếu nhất trong danh mục của anh chị, hoặc là gì, chốt lời một phần bất động sản và bán hết cái cổ phiếu mà yếu nhất trong danh mục của anh chị gì đấy. Tự nhiên là chúng ta dành ra cả một cái cục tiền chúng ta để đấy. Đoạn này mình chưa khuyến nghị mọi người tham gia nhưng mà chúng ta để đấy. Không, mình thì mình không có mua đoạn này anh chị nhé. Novaland lên 19, đoạn này là kéo lên là các chị bán đi, bán một phần đi. Như mình ấy, như kiểu như TCS đoạn vừa rồi ấy, lúc mà nó đẹp nhất thì mình cũng cứ bán, bây giờ thì cứ giữ 50% còn lại thôi. Anh chị nói gì thì kệ anh chị, nhưng mà khi mà mình đã chốt được lời một phần rồi thì cái độ lì của mình nó sẽ hơn anh chị rất là nhiều anh chị nhé, độ lì của mình sẽ hơn anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ các anh chị mua vào thì mình không dám chắc đâu. Anh Thành Nguyễn bạn nói chính xác. Không biết là từ nãy giờ nói nhiều quá không biết ở đoạn nào luôn ạ. Ok, xin cảm ơn rất là mọi người nha. Bạn Hải Nam có hỏi là mua gia tăng thì mình không 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 khuyến nghị đoạn này anh chị nhé. Đoạn này
hồi lên là mình đánh giá là bất động sản sẽ là hồi mạnh hơn so với cả chứng khoán hay là với cả gì gì đó, các bạn chú ý nhá, hồi mạnh hơn, nhưng mà hồi lên để làm gì thôi. Còn khi mà anh chị đã cân bằng rồi, cân bằng lại tỷ trọng rồi thì anh chị có thể là lấy, ví dụ bây giờ anh chị đang có tầm khoảng, mình cứ lấy 1 tỷ cho nó tròn nhá, mình cứ lấy anh chị có 1 tỷ rồi, anh chị đã xong rồi, anh chị chốt xong rồi, bây giờ anh chị còn tầm khoảng 500 sang 500 600 thôi, thì anh chị có thể là gì, ngứa tay để lấy 100 ấy, mang ra tham gia những nhịp như này cũng được, tham gia cái phiên 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 hôm nay cũng được anh chị nhá, đỏ lửa tham gia. Nhưng mà T2 T3 phải bán luôn, T2 T3 phải bán luôn, đoạn này anh chị phải bán T2 T3, xác định là như thế. Còn bây giờ anh chị muốn tăng quy mô của anh chị thì đoạn này thì Vũ không khuyến nghị anh chị nhé, anh chị có thể là phải ngồi chờ đấy, hoặc là ngứa tay quá thì ví dụ đã cơ cấu xong xong 50% rồi thì lấy 10% ra nghịch, mình nói là nghịch luôn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đoạn vừa rồi anh chị kiếm được lợi nhuận khá là nhiều, nên là mình vẫn nói thật là bỏ ra mà nghịch, bỏ ra mà thử nghiệm. TB2 và DNG vẫn đang 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 giảm sàn. Đoạn này thì mình như vừa rồi mình nói anh chị nhé, mình kỳ vọng là banh sẽ có một nhịp hồi trong tuần này, banh sẽ có một nhịp hồi nho nhỏ kéo cái điểm mua lên, đưa mua CMG lên tìm. Ok anh chị, xin chúc mừng thôi, nói chung là chúc mừng mọi người. Ở trong cái tuần vừa rồi thì mình thấy là sáng ra thì thấy là giá dầu cũng giảm tương đối mạnh, bây giờ lại rút chân lên rồi. Vừa rồi lúc 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 sáng ra mình thấy là giá dầu giảm gần 2% đấy ạ, giờ lại thấy rút chân lên rồi. Nói chung là giá dầu thì mọi người chú ý nhá, đoạn này giá dầu nó chỉ liên quan đến gì, nó chỉ liên quan đến BR này, nó chỉ liên quan đến gas này, liên quan đến điện 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 khí này đấy, nếu mà nói về giá dầu. DGC. DGC không biết là bạn mua như nào anh chị nhá, không biết là bạn mua như nào. Ví dụ mình cứ lấy ví dụ 120 đi chẳng hạn. Đoạn này chỉ cần hồi về tham chiếu là bạn bán dần hàng ấy rồi. Về gần tham chiếu là bạn bán dần hàng ấy rồi. Nói là các bạn không đua được với những người mà người ta cầm ở 90 100 đâu. Hoặc là ví dụ người ta cầm 90 100 xong rồi người ta lại chốt lời 50% nữa rồi thì bây giờ cái độ lì của người ta còn gấp đôi luôn. Ví dụ người ta mua ở 90 100, bây giờ người ta đang có 20% lợi nhuận rồi. Thì người ta còn lì đúng không? Nhưng mà những cái người mà người ta mua từ 90 100 người ta lại chốt được một nửa rồi. Người ta cầm 20% cái lợi nhuận của người ta rồi thì cái độ lì của người ta còn gấp đôi. Các bạn phải chú ý là anh chị nào mà đang đu đỉnh tất cả rất nhiều những cổ phiếu, các bạn phải tự phòng thủ cho mình. Đua mua CMG, ok, mình sẽ đẩy lại bên trên anh chị nhé, mình sẽ đẩy lại bên trên. Mình cứ thấy có câu hỏi nào thì mình sẽ trả lời thôi. Bởi vì bây giờ thì ngoại trừ là nhìn comment này, xong rồi xem bảng điện này, còn hỗ trợ anh em ở khách hàng ở trong team nữa, nên là mình cũng sẽ hơi 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 phân tán một chút. Rồi xem câu hỏi khác xem nào. Cách thì vừa rồi mình nói này. HHV và CII cắt lỗ đang âm 2%. HHV đang âm 2%, chúng ta chú ý cái vùng giá 14.15.4 nhá. Nếu như mà thủng vùng giá 15 là chúng ta phải bán hết này. Nếu mà thủng vùng giá 14.9 15 là chúng ta phải bán hết này. Hoặc là gì? Hoặc là nó hồi lên vùng giá 15.4 15.5 thì chúng ta bán.
Tiếp theo là CII. Ok, CII con này thì đang có hỗ trợ 18.5, nếu mà thủng hẳn 18.5 thì nên bán. Còn là điểm hồi của nó sẽ là vùng 18.9 đến vùng giá 19 ấy chị nhá. Đấy, đặc biệt anh chị nhá, mình đang nói đặc biệt là anh chị nào mà đang ở bên trên này. Đặc biệt là anh chị nào đang âm, đang ở bên trên vùng đỉnh này, chúng ta phải 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 tự phòng thủ cho mình nói là tự phòng thủ cho mình đi. Còn nhìn như vừa rồi nói, mình vẫn đang view của mình thì vẫn đang sẽ có một cái nhịp hồi đây, nhưng mà nhịp hồi đây là cái nhịp hồi để mà chúng ta chủ yếu là chúng ta hãy đưa mình vào một cái vị thế an toàn hoặc là những cái sự chủ động nhất có thể ở trong cái nhịp tiếp theo. Còn có thể là các bạn sẽ phải nghỉ anh chị nhé, khi mà cơ cấu xong rồi có thể anh chị sẽ phải nghỉ tầm khoảng 1 đến 2 tuần, 1 đến 2 tuần. Lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta dùng cái dòng tiền mà vừa mới nghỉ ngơi xong ấy. Chứ còn là không phải là chúng ta cơ cấu xong rồi hôm sau các bạn nhìn thấy mình có tiền rồi mình lại bắt đầu đi vào thị trường. Thì nếu như mà như thế thì các bạn thôi, tốt nhất các bạn ngồi yên cũng được. Các bạn bây giờ các bạn cơ cấu là các bạn phải 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 làm gì, là phải gọi là chúng ta có cái nghỉ ngày nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy, cho dòng tiền của chúng ta nghỉ ngơi một chút. Phải có một cái tâm lý như thế ấy, thì các bạn mới giữ được cái tiền của mình. Chứ còn bây giờ thì mình biết được rất nhiều anh chị là gì, hôm trước bán xong hôm sau phải mua luôn, không cho dòng tiền của chúng ta đứng ở trong tài khoản một khoảng thời gian nào, như kiểu là cảm giác là cảm giác là phải bắt dòng tiền của chúng ta lúc nào cũng phải 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 hoạt động. Mà nếu mà hoạt động không hiệu quả thì nó lại đưa đi một cái vế khác. Ok, bây giờ chúng ta đang có 110 mã xanh. Xem các dòng cổ phiếu nào. Bất động sản khu công nghiệp thì hiện tại thì cũng cũng vẫn đang âm. Còn nhà Viettel thì cũng đang âm tương đối nhiều. Nhà Viettel thì cái giai đoạn vừa rồi là cái nhóm gọi là lít của lít ấy. Bây giờ thì cũng đang âm cả loạt. Không không có gì, giờ không có gì, cao su. Vẫn có GVR. GVR thì 2-3 phiên cuối tuần vừa rồi là cũng lấy điểm nhiều lắm. Bây giờ đang hồi lại 2%. Bán lẻ chúng ta có Masan này, đang dương 1,1% này. Có này, có khách sạn anh chị nhá. Này có khách sạn hút lên. Ok. Điện này, PC1 này. Ok, dầu khí thì cũng loanh quanh thôi. Banh của chúng ta này. Banh của chúng ta thì hôm nay có xanh này, nói chung là có xanh có hồi phục. Nếu mà banh chỉ cần hồi phục xanh ấy, một phiên hoặc là hai phiên thì là các bạn nhìn thấy là điểm nó lên ngay. Novaland thì hiện tại vẫn đang tăng này. Con này thì với mình thì loanh quanh 19 hoặc là 19.x chỉ là cái vùng mà chúng ta chốt lời được, hoặc là bây giờ chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận một phần. Như mình nói nhá, đoạn này mà hồi phục lên là bất động sản cũng sẽ lên đấy. Bởi vì trong 2-3 phiên vừa rồi thì bất động sản là cái nhóm mà trụ được rất là tốt đấy. Trụ được tốt đấy. Thị trường ta giảm một mà nó chỉ giảm có 2% thôi. Như thế đối với mình bất động sản là trụ tốt. Còn chứng khoán thì đang đang yếu hơn. Yếu hơn rất là nhiều. Nên là ai mà đang đu đỉnh chứng khoán thì các bạn phải lại nói lại gì, tự phòng thủ. KBC 33.8 giữ được không ạ? 33.8 bây giờ là 33 thôi, con này đợi hồi đấy thôi. Đợi hồi lên tầm khoảng 33.5, 33.7 là chúng ta gần gần cái giá anh mua ấy, bên 33.8 là âm tầm khoảng hơn 2%. Hơi hơn 2% thì vẫn giữ được. 33 là hỗ trợ rồi. Hồi lên thì chúng ta có thể tham gia. Có khi nào bất động sản giảm sau không thì đấy, tại sao là chúng ta phải canh nhịp này chúng ta để mà chúng ta bán ấy. Bán để mà cân bằng lại là vì thế. Tại sao mình nói là bán để mà cân bằng lại, còn là nếu mà không thì mình đã nói mọi người tham gia bất động sản đi, đúng không, mua bất động sản đi. Còn này là mình đang nói trên cái phương diện là những anh chị nào đang cầm ấy, anh chị nào đang cầm ấy. Bây giờ có thể là đang âm tầm khoảng 0,5-1% thì chúng ta có thể là canh nhịp kéo này. Thì đoạn này thì đang tăng trước giảm trước anh chị, tăng sau giảm sau này.
CGI cũng đang tăng này. Xong bảng giá VND mà nó lại bây giờ có phải là thị trường đang gần xanh không chứ? Sau cái ông đây. Đây, đoạn này nó cứ giật cục như này. Bảng giá VND thì nó vẫn còn đang hơi chập chờn tí. Đây lại 1,75. GVR tăng này, Masan tăng này, Tiên Phong Bank đang tăng này. STB thì vẫn đang giảm. MWG vẫn đang giảm. Nhưng mà nói thật với mọi người là em nghĩ là cái nhịp này là nhịp cần thiết. Nhịp này là nhịp cần thiết. Nhịp thị trường dừng cần thiết. Còn nói thật với anh chị được là cái vấn đề mà nguy hiểm nhất của chúng ta là trong giai đoạn này là gì, là cái việc mà chúng ta không kiềm được tỷ giá đấy, không kìm được tỷ giá bằng các cái nghiệp vụ của ngân hàng nhà nước ấy, thì lúc đó thì đấy là một cái tình huống xấu hơn. Trăm mười mã xanh nó bằng phiên 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 hôm trước ấy, phiên hôm trước của chúng ta giảm 13 điểm thì có 116 mã xanh, bây giờ chúng ta đang có 108 mã xanh. Thì hiện tại thì mọi người thì cũng vẫn đang thấy được là bất động sản ngoài kia thì cũng đang 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 ấm lại rồi, mình nghĩ là đang ấm lại rồi, nên là trong cái sau cái nhịp này thì bất động sản vẫn là cái nhóm mà chúng ta nên tham gia, vẫn là cái nhóm mà chúng ta có thể là quay trở lại được. Còn bây giờ ví dụ như anh chị nào mà đã kiểu như là đã chốt lời được 1/2 rồi thì mình nghĩ là phải lì thêm, giảm được giảm là bây giờ chúng ta phải xác định là chúng ta phải mua lại cái phần mà chúng ta đã chốt ấy. Còn là không 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 sợ, đã an toàn rồi thì đã gọi là an toàn rồi thì nghỉ một thời gian được mà. Tiên Phong Bank 18.5, con này về hòa vốn được mà. Mình nghĩ là nhịp này là Bank sẽ kéo được lên một nhịp để mà về hòa vốn. Đây 18.3 gì đó. Về hòa vốn thậm chí là còn lãi. Còn lãi tầm khoảng 1-2% thì cũng nên nên bán đấy bạn nhé. Dung Hồng nhé, lãi 1-2% là ok rồi. Còn bây giờ thì nên giữ thôi. VSH là cái gì mà sao nó cứ giảm mãi nhỉ? Cái con này hồi trước liên quan đến thuế thiết ấy. Ồ, thị trường đang vẫn tiếp tục ở âm 2 điểm bạn nhé, mọi người nhé. Nhà Viettel thì có vẻ là đang cắm xuống rồi. VGI sao lại ánh mắt đến con này, nó mới giảm phiên nay mà. Rồi bây giờ đang lợi nhuận đúng không? Bây giờ đang lợi nhuận 20% thì với góc nhìn của em là cứ bán ở đoạn này, đang lợi nhuận 20% là bán được rồi. Nửa đi, bán trước một nửa đi anh. Nhưng mà tại sao lại mất đến 15% nhỉ? Con này thì nó mới giảm đấy, 60 về đến chắc là anh tính từ đỉnh 60 này đúng không? Chắc là tính từ cái dâu lến này.
BAF 28 bạn nhé, BAF nên bắt đầu từ 28 đi, cơ cấu bớt từ 28 hồi đến 28 thì cơ cấu đi. 29 là đỉnh cũ rồi còn đâu nữa, mà với mình thì 28 28 28 chấm x là ok rồi, không cần phải về vốn đâu, các bạn cứ quan trọng cái việc về vốn. Bởi vì sao? Bởi vì nói thật với anh chị, đấy là tâm lý con người anh chị, tâm lý của hành tâm lý hành vi của con người là gì, là lúc nào cũng phải muốn là gì, ít nhất là cái ván cược vừa rồi của mình, cái ván cược vừa rồi của mình là nó phải hòa vốn, chứ còn không chấp nhận cái việc mà mình thua trong cái nhịp vừa rồi. Đấy là tâm lý con người, nên là anh chị rất là dễ bởi cái gặp cái việc là gì, kể cả âm 0,5% cũng không bán, phải hồi lên đúng cái điểm đấy mới bán. Tâm lý của chúng ta là gì, tâm lý hành vi của chúng ta là gì, là không nhận thua trong cái một cái deal nào cả. Mà với mình anh chị nhé, với mình thì chúng ta phải xét trong cả giai đoạn vừa rồi, chúng ta phải xét trong cả giai đoạn, cái việc mà cắt lỗ không phẩy mấy phần trăm nó không quan trọng bằng cái việc mà gì, trong suốt giai đoạn vừa rồi láp của chúng ta ổn, láp của chúng ta ổn anh chị nhé. Vấn đề của chúng ta là chúng ta tăng láp, chứ còn anh chị đánh 10 deal anh chị ăn 4 deal 6 deal cắt lỗ, nhưng mà láp anh chị tăng vẫn ổn, thậm chí là còn ngon. Tức là sao, 4 deal đấy là gì, 4 deal đấy là 4 deal mà chúng ta ăn nhiều, 6 deal kia là chúng ta cắt lỗ linh ta linh tinh. Còn là các bạn đừng cố gắng làm gì, anh chị đánh 10 lần anh chị phải thắng 10 lần, không cần thiết phải như thế. Và đặc biệt là các bạn nào là bà má hay là các bạn trading ở đây, mình phải chia sẻ thật là gì, các bạn đánh 5 deal các bạn lãi thật nhiều 5 deal đấy, nhưng mà lỗ các bạn lỗ ít, các bạn cắt đi không về gì, không vấn đề gì cả. Còn nhiều khi nó còn tốt hơn cả những cái người mà người ta cứ cắt ăn non. Đừng cố gắng là phải đánh cái nào là phải dương cái đấy, đánh cái nào phải xanh cái đấy. Trừ khi nha, mình nói thật là trừ khi các bạn phải có một cái dòng tiền đằng sau cực lớn. Tức là sao? Âm tôi nghĩa là sao? Cứ âm tầm khoảng 15-20% này tôi lại bắt đầu tôi lại mua vào. Thì lúc đó thì ok, anh chị có thể là đánh như thế. Tức là sao? Chúng ta có tầm khoảng 100 tỷ đằng sau, chúng ta vào thị trường 5-10 tỷ thôi. Đấy, âm này tôi lại vào tiếp. Thì ok, may ra thì như thế là còn có hiệu quả. Chứ còn bây giờ mà có 5 7 tỷ mà vào cả 5 7 tỷ rồi, lúc nào cũng phải muốn muốn xanh hết ấy, thì khó lắm. SHS ra giá nào, không biết là chị tham gia vùng nào chị nhỉ? Tham gia vùng nào nhỉ? Còn nếu như mà bây giờ anh chị tham gia cái vùng mà trên 20 ấy, tham gia cái vùng mà trên 20 ấy, thì chúng ta phải chú ý, chúng ta phải chú ý là chúng ta lên canh xanh thì chúng ta ra thôi. Nếu mà trên 20 chị nhé, tầm khoảng 21 này, chúng ta phải chú ý chúng ta nên tự 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 phòng thủ thôi. Xanh là ra được rồi mà. Cây hôm bữa lo kéo lên mà anh không bán, cứ cầm chờ vượt 60 mà nó không vượt được chắc. SSC tầm nào mua được? SSC thêm nhịp nữa chị nhá. SSC nên đợi thêm nhịp nữa. Hoặc là thậm chí là đến 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 giữa tuần sau, đoạn này thì song kiếm của nó vẫn mạnh quá nên là hỗ trợ này khó đỡ lắm. Bây giờ đang hỗ trợ 440 nhưng mà đang song kiếm hướng xuống như này mà nó vẫn còn đang duy trì cái xung lực của nó trong tầm khoảng 3 ngày nữa, 3 ngày nữa nên là chúng ta không nên mua ở đây. Anh chị nào hồi thì chúng ta sẽ đợi hồi lên thôi. 40.8 hồi lên tầm khoảng 42 là ok. Rồi bây giờ thị trường đã đang tiếp tục là đạp tầm khoảng 5 điểm. Ghiu vào được chưa? Đoạn này vào mỡ thì rất là khó chị ạ. Nói thật là mọi người nên giữ. Mọi người nên giữ tiền, ghiu thì chưa chị ạ. Đoạn này thì đặt đặt cái mục tiêu là cơ cấu danh mục lên cao hơn là mục tiêu mua, với mình là như thế. Kể cả như vừa rồi mình nói, mình đang kỳ vọng được là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay, tầm khoảng chiều nay hoặc là đến phiên giao dịch ngày mai, thị trường đã sẽ có những cái nhịp hồi, và banh là cái nhóm nhóm châm ngòi hồi phục kỹ thuật. À 18.4 SHS 18.4.
Phiên này xanh bán được chứ, phiên này xanh bán được 18.4, đang dương tầm khoảng 5%, quanh quanh 20. Đoạn này là nên 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 canh để mà bán 1/2 ra anh chị nhé, bán một nửa ra đi, kể cả vị thế tốt như nào thì chúng ta nên bán một phần ra. Còn cái điểm cover lại thì chắc chắn là loanh quanh cái vùng giá tầm khoảng 18 18.5 anh chị nhé, 18.5 đến vùng giá 18.7 là cái điểm mà chúng ta chính là cái vùng mua anh chị ấy, chúng ta sẽ cover lại sau. Mình vẫn nói rồi, chốt chốt xanh thì chốt mà trong cái thị trường hưng phấn nó cũng khó, mà mua trong cái thị trường đỏ lửa thì nó cũng khó không kém anh chị nhé. Đấy, các bạn phải phải suy nghĩ cái điều mà vừa rồi mình nói. Anh chị là sao? Mua trong thị trường đỏ lửa nó cũng khó đúng không? Nhưng mà chốt trong cái thị trường mà hưng phấn nó cũng khó. Cứ đỏ cả phiên sáng, ok anh. Đoạn này là chắc chắn là những cái người mà bị đạp ATC ở trong cái phiên 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 thứ sáu vừa rồi là người ta sẽ phải cuống quýt rồi, đặt mình nói thật nhá, phải cuống quýt rồi. VGI. Ok chị, mọi người dành một chút thời gian để like share ủng hộ cho Thụy Vũ anh chị nhé. Anh chị nào mà muốn đồng hành cùng với Thụy Vũ, đồng hành cùng với ITP thì mọi người liên lạc với mình qua số 0337690040. ID của mình ở VPS là 5538. Anh chị có thể là liên lạc để mà đồng hành cùng với Thụy Vũ. HAG thì không phải là cổ phiếu mà mình khuyến nghị mọi người tham gia đâu. Bởi vì năm nào thì nó cũng sẽ có một game anh chị nhá. Năm nào cũng sẽ có một game. Chúng ta phải bắt được cái game đấy hay không, chứ còn là bình thường giao dịch bình thường thì nó cũng không có sóng đâu. Hết hết cái câu chuyện heo ăn chuối, câu chuyện sầu riêng, trước đó thì là câu chuyện chuối đúng không, sau đó đến heo ăn chuối này, sau đó đến sầu riêng này, năm nào thì cũng sẽ có một câu chuyện, các bạn phải bắt được đúng cái nhịp đấy thì các bạn mới ăn được. Còn ví dụ như bình thường cứ tà tà ra thì khó ăn lắm, hoặc là thậm chí là không có lợi nhuận. ETA thì bỏ anh chị nhá, ETA thì bỏ đi. Thị trường chưa chưa phá cái gì mà nó đã phá đáy như này thì bỏ đi. Bỏ luôn đi anh chị nhá. Đoạn này mà cái giai đoạn vừa rồi mà penny thì không chạy được thì khó mà có thể chạy được. Cái đoạn vừa rồi mà dòng tiền của chúng ta mà dư giả như thế mà nó còn chưa vào penny nữa thì đoạn này thì khó mà penny chạy được, nên là chắc là phải tránh nó thôi. Mình nghĩ là tránh phải tránh nó thôi. Không tham gia được đâu. Thì Vũ cần livestream, ok anh chị. Cũng nói chung là cũng không vấn đề gì, bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà nó phải chỉ tập trung livestream thôi thì nó sẽ không 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 có việc gì mà khó cả, nhưng mà kiểu như mình còn phải có một vài những cái công việc khác đó, nên thỉnh thoảng nó cứ bị dừng dừng livestream ấy, nên là mọi người cũng phải thông cảm. Đấy, ví dụ đang như này mà có ai mà hỏi gì thì mình cũng sẽ phải trả lời đúng không chị? Năm chấm năm điểm rồi, 326 mã dạng. Nói chung là cái câu chuyện mà các bạn tự bảo vệ mình thì mình cũng đã chia sẻ với anh chị từ cái phiên 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 thứ sáu rồi, phiên thứ sáu rồi. Mình cũng nhắc đi nhắc lại về cái việc mà bây giờ câu chuyện chỉ là câu chuyện của những người mà người ta đang còn lãi lớn ấy, thì người ta xử lý như thế nào thôi, chứ còn anh em mà đu ở trong những cái đỉnh bên trên thì chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải giảm dần. 6.83 xem là hôm nay nhỉ. Hôm nay thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy STB này, VP Bank vẫn đang giảm này. Còn mấy con nhà Vin này vẫn còn giảm. Sợ thật. Mấy ông Vinhome này không làm gì mà cũng giảm được. Đấy, ví dụ như những cổ phiếu này là mình kỳ vọng là nó có một hai nhịp này, một hai cây này.
đi như thế này mà nó có một hai cây lên thì rất là dễ. Những con này mà nó lên nó lít thị trường trong trong ngắn hạn. Tại vì sao? Bởi vì ông này thì trong cả suốt quá trình vừa rồi thì có tăng đâu. 40 đến 42 thị trường thì các mã ăn 20 30%, ông này được có bao nhiêu phần trăm ạ? 5% đúng không? Chưa thèm điều tiết luôn. Nam Từ Liêm vượt đỉnh rồi thì nếu mà bạn đã bắt phần hai rồi thì bạn chặn lãi thôi anh chị nhé. Những cái nhịp này chúng ta có thể là nâng cái điểm chặn lãi lên, còn không biết rằng là chúng ta đang có lợi nhuận bao nhiêu rồi. Còn với mình thì chúng ta có thể là bán được 1/2 còn lại thì các anh chị cứ vi phạm điểm chặn lãi chị bán, đơn giản như thế thôi. Thị trường về 1249 nữa anh chị nhé. CAI, CAI thì không biết là chúng ta đang cầm vị cầm ở đâu. Không biết là chúng ta đang có vị thế ở đâu hay là chúng ta đang cầm ở cái mức giá nào. Còn với góc nhìn của mình thì CAI cũng tương đối khó giảm mạnh. Tương đối khó giảm mạnh đoạn này. Nếu mà chúng ta kiên nhẫn một chút, chúng ta đợi hồi lên tầm khoảng 18.8, 19 chúng ta cơ cấu lại thì đẹp. Bán lẻ hôm nay thì MWG bất động sản thì hôm nay đích cũng đang đỏ rồi. Sale cũng đang giảm 1%. Đoạn này thì hỗ trợ 1240 bạn các bạn nhé. Bình tĩnh đi, phiên sáng các bạn bình tĩnh đi. Chứng khoán SHS 19.5 giữ được không? Giữ thôi, đang đang ép sâu như này các bạn giữ đi. Sáng nó kéo xanh lên đúng không? Sáng nó kéo xanh lên này. Giữ giữ, với mình thì giữ. SHS giữ. Phiên sáng ngày hôm nay chúng ta chưa lên bán. Thép nào, thép thì bây giờ đang tham chiếu làm kim vào được không, làm kim vào đảo T thì ok nhé, làm kim vào đảo T anh canh giá đỏ hoặc vào đảo T. Hoa sen giá 23.8 có giữ được không? Sau em nghĩ là đoạn này là giữ 23.8. Phiên này mà bán là nói chung là mình nghĩ là hơi hơi thất sách. Phiên này mà bán mình nghĩ là hơi 23.8 bây giờ là 22.8. 4 đến 5%. Mình nghĩ là phiên này thì không nên bán. Có thể là anh chị đợi phiên mai hoặc phiên ngày kia chúng ta bán.
C4G 11.5. C4G thì cả nhịp vừa rồi nó không tăng được nên ui, giờ lại còn phá đáy này. Ôi, con này thì bán chị ạ. 11.5, 11.1. Có thể là chúng ta canh bán ở tầm khoảng 11.2, 11.3. Con này bước giá của nó cũng khá là cao. Chúng ta có thể là canh bán tầm khoảng lỗ tầm khoảng 2%, 3%. Ok. Trường là chúng ta đang có Vietcombank, đang Vietcombank VP Vinhomes, DGC cũng đang giảm. Nhóm bank cũng vẫn đang gây áp lực dành cho chúng ta. Đạt Phương vẫn tăng. Góc nhìn của mình nhé anh chị nhá, view của mình nhé, trong phiên giao dịch hôm nay anh chị nào mà muốn đảo T hay là anh chị nào mà muốn kiểu như là chúng ta lướt trên hàng có sẵn ấy, thì chúng ta phải chú ý phiên này ấy. Múc cân giá tỷ lệ bao nhiêu trên lượng hàng có sẵn hợp lý? Theo em nghĩ là tầm khoảng 50% là hợp lý, 50-70% là hợp lý. Hoặc là nếu như anh chị nào mà chúng ta đã dư nhiều tiền mặt anh chị nhé, thì chúng ta hoàn toàn là có thể là múc bằng luôn, múc bằng cái phần mà anh chị đã đang giữ ấy. Hôm nay thì để thép lại giảm tương đối là nhẹ nhàng anh chị nhé, thép thì giảm tương đối nhẹ nhàng, hôm trước thì sấp mặt nhưng mà phiên giao dịch hôm nay thì lại khá nhẹ nhàng. Novaland vào mới thì đoạn này mình không khuyến nghị mọi người vào mới đâu anh chị nhé. Đoạn này thì mình chỉ khuyến nghị mọi người là gì, là mọi người có cái hàng ở trong danh mục của mình ấy, anh chị có thể là tập trung vào một con nào đó để chúng ta đánh, một con nào đó trong danh mục để chúng ta đánh. Đoạn này thì mình vẫn đang ưu tiên là ví dụ như là bất động sản anh chị nhé, bất động sản hoặc là dầu hoặc là ngân hàng. Nếu anh chị có ngân hàng thì mình nghĩ là không nên bán nữa. Ví dụ mấy con MBB này, ví dụ mình cứ nhìn thấy MBB này mình thấy được là rất là dễ là có những nhịp hồi kỹ thuật để mà chúng ta có thể là mua ở đây và chúng ta bán ra bên trên này đều được. Banh thì bây giờ đã đang đang là phiên giảm thứ 2 4 6 7 phiên này, 6 7 phiên này. Nhóm chứng khoán mua mới thì mình chưa khuyến nghị mọi người nhé. Đoạn này thì mình đang khuyến nghị mọi người là chúng ta cứ cứ bớt lại nhóm chứng khoán, còn đến nhịp giảm tiếp theo thì mình mới quan sát lại chứng khoán. Với mình thì nhóm chứng khoán nó sẽ hấp dẫn hơn sau cái nhịp tiếp theo.
HCM. Tafaco giữ 32 có nên bán hay không? Hai à, bạn mua 32. 32 bên trên này là phải canh thôi. Nói chung là với mình thì trong tầm khoảng 2 3 tuần gần đây nhất các bạn cứ đu ở bên trên đỉnh là chúng ta phải canh, chúng ta ra với mình là những góc nhìn của mình chị ạ. 32 mà bây giờ đến 30.5 thì anh chị có thể là canh trong phiên hoặc là gì gì đó, đó. Chỉ cần hồi xanh hoặc là giảm lỗ là chúng ta có thể là ra rồi, phải ra dần đi thôi. Hỗ trợ mãi nó 29 này, nhưng mà cái hỗ trợ 29 này cũng chỉ là một cái hỗ trợ để mà nó bật hồi T cộng lên dành cho anh chị thôi. Giảm đều vẫn là cái quá trình giảm đều anh chị. VGI này, GIL thì đang giảm 4,8% này. Đấy, lúc sáng anh chị nào hỏi GIL. Con này thì nó đánh rộng lắm. GIL đợi thêm anh chị nhá, GIL đợi thêm 30 32 quanh quanh vùng đấy chúng ta mới 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 tham gia được. Mình vẫn chia sẻ anh chị nhé, ví dụ như nhóm chứng khoán này thì các bạn phải canh 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 xanh lên để các bạn bán dần ra anh chị nhé. Còn đâu thì với view của mình thì phiên giao dịch ngày hôm nay nếu mà đỏ như thế này thì không phải là nên bán, đặc biệt là với những anh chị nào nó mới đã âm tầm khoảng 1-2% thôi, chưa nhất thiết là phải cuống lên. Này thép thì mình thấy nó lại trụ được thì hôm trước thì sập dập mặt luôn. Thị trường giảm thế không giảm. Có anh chị, có khách sạn thì có kéo lên. Để mình để xem trong ngày nhé. Đây, khách sạn 15 phút thì một cây nến nữa, tức là qua 10 rưỡi, qua 10 rưỡi, qua 10 rưỡi anh chị nhé, nó sẽ kéo dài ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nó đâu không phải đoạn này làm sao mà đến trong phiên được. 2 4 6 7 8 8 cây nến nữa là tầm 2 tiếng, bây giờ là bao nhiêu, tức là kéo dài đến đến 2 giờ. Đạt yếu nhỉ, đang cầm 32.5 mà không biết có cơ hội để hồi để cơ cấu hay không. Phát đạt là khỏe chứ. 32.5 là chúng ta mua 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 nó đuổi thôi. 32.5 là chúng ta mua đuổi thôi. Mình nói thật nhé, đoạn này anh chị là nó đu bên trên này thì nên nên ví dụ bình thường mình vẫn chia sẻ bình thường anh chị đánh 1 tỷ một lệnh, đoạn này mà anh chị đánh 1 tỷ bên trên này anh chị nên giảm xuống còn 500 triệu thôi. Đấy, chia sẻ luôn. Còn ví dụ như là bất động sản thì mình nghĩ là nó hồi lên là nó sẽ hồi, thị trường hồi lên là với cái view của mình hồi lên là nó sẽ hồi, nhưng mà hồi lên ở đây không có nghĩa là chúng ta nên mua. Sell thì giữ tiếp anh chị nhé, bất động sản này giữ tiếp đi.
Đấy, các bạn nhìn thấy được là hồi lên mà các cái cổ phiếu mà nó hồi xanh được lên là ok nhé, hoặc là hồi về gần đến tham chiếu là ok. Đoạn này mình vẫn nói là anh chị là gì, không phải là chúng ta canh mua đâu, để làm gì các bạn nhìn vào danh mục của anh chị để anh chị biết được là cổ phiếu nào là lên bán trước, cổ phiếu nào lên bán sau, cổ phiếu nào hồi mạnh hơn thì chúng ta sẽ bán sau, còn cổ phiếu nào hồi ít hơn thì chúng ta phải lên bán trước. Còn ví dụ như anh chị có kinh nghiệm nhé, mình nói anh chị có kinh nghiệm đảo T hay là anh chị có kinh nghiệm trading ấy, thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay là phải phải chú ý. Đấy, như như vừa rồi mình cho nói phải chú ý. Còn ví dụ short thì nên chú ý phiên sáng, đến phiên chiều thì không nên đặt nặng short. Novaland vẫn tăng này, Nam Tử Liêm vẫn tăng này, đích đâu nhỉ, đích vẫn xanh này, 0,3% này. Giá cao su phi mạnh quá. Mình thấy rất là có GVR và DPR đúng không? Là tăng, còn mấy con còn lại thì lại không tăng. CL23.5 nên giữ này, VGS mua mới được không? Đoạn này thì mình nói thật là mua mới mình ngại ngại khuyến nghị. Chủ yếu là dành cho người cầm hàng thôi, chứ còn bây giờ mua mới mình thật sự ngại khuyến nghị. Vì cái xác suất mà chúng ta ăn được nó thấp. VGS. Nếu mà anh chị đánh T cộng nhá, nếu mà anh chị đánh T cộng thì ok, nếu mà anh chị đánh T cộng thì ok. 25 25.5 này là mua. Và target đến bao nhiêu? 26.5. 4% 3 đến 4%. VHC và ANV, VHC thì team mình thì có chia sẻ mọi người về bán rồi. Bởi vì sao? Bởi cổ phiếu VHC thì mình xếp nó là cổ phiếu kênh trên. Cổ phiếu kênh trên đoạn này thì không nên tham gia. Hoặc là anh chị nào mà đang đu ở đỉnh bên trên này thì cứ hồi lên là chúng ta xử lý. Đoạn này thì thực sự là để mà nói về câu chuyện thì nó vẫn còn, tức là sao, câu chuyện liên quan đến kết quả kinh doanh, những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu nào mà nó có kết quả kinh doanh đột biến anh chị ạ, mình phải nhấn mạnh cái từ đột biến thì nó sẽ vẫn đi ngược dòng đoạn này. Nhưng mà các cái cổ phiếu nào mà nó chỉ gọi là theo cái nhận định, nghĩa là có tăng nhưng mà là tăng theo cái nhận định của người ta, tức là cái kỳ vọng của người ta đã phản ánh rồi thì nó cũng sẽ không tăng quá mạnh đâu, cũng không tăng quá mạnh đâu, trừ khi là đoạn này có đột biến thì nó mới là cổ phiếu mà nó sẽ ngược dòng, nó sẽ ok. Lam Kim lại quay lại 1%. Rồi bây giờ thì Lam Kim chúng ta đang bắt đầu là có lợi nhuận đấy. Phiên hôm trước thì nó về vốn luôn. Lam Kim thì chắc là bài tập khoảng 25 là mình sẽ 25 là mình sẽ cho mọi người cơ cấu bớt ra. Ví dụ đang giữ 100% thì chúng ta sẽ giữ 50% thôi. Hoa Sen, Lam Kim cũng tương tự thôi. À, Lam Kim thì là 25, còn Hoa Sen thì chúng ta chú ý cái vùng giá 23, 23.2 để chúng ta có thể là cơ cấu bớt hàng ra quanh quanh vùng đấy. Rồi đoạn đoạn hồi này thì đây là một đáy rồi này, đây là một đáy rồi, tí nó cong xuống một đáy nữa rồi thì mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ sáng sủa hơn nhịp hôm nay. Các bạn này mình vẫn là đoạn này thì mình thấy được là nhóm cổ phiếu mà lên cơ cấu canh xanh mà cơ cấu ấy, đó là liên quan đến chứng khoán hoặc là ngân hàng hoặc là các cái cổ phiếu kênh trên. Đấy. Ví dụ nhá, vừa rồi bạn nào có nói có DGC, mình vẫn nói với chị nhá là gì, chúng ta không thể nào mà đua được với những người cầm 90 100. Nếu anh chị nào đang cầm 120 thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải ví dụ bình thường đánh 1 tỷ bây giờ đánh 500 thôi, đánh 500 triệu thôi một lệnh nhé. Không thể đua được đâu, hồi lên là chúng ta nhẹ nhẹ bán ra. Còn nó mua mới thì mình sẽ không khuyến nghị anh chị nhá, mua mới đoạn này mình không khuyến nghị. Anh chị hãy tập trung vào cái danh mục anh chị bao giờ mà cảm thấy an toàn rồi, thấy an toàn rồi thì bắt đầu chúng ta mình nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi, nên nghỉ ngơi một thời gian, ví dụ 1 tuần hoặc là 2 tuần, còn không thì sao, chúng ta sang phái sinh, chúng ta cầm một ít tiền sang phái sinh, có thể là ăn thua một tí cũng không sao.
Nói thật là đã là phái sinh là ăn thua. Ví dụ bây giờ anh chị được lãi được tầm khoảng 10% thì chúng ta có thể mang tầm khoảng 1-2% lãi. Chúng ta làm sáng. DGT cầm 97 thì nên đợi 1109 hoặc là 110 mới là cái vùng mà mình nghĩ là nó hợp lý. Mới là cái vùng mà mình đánh giá là nó có hấp dẫn. Còn đoạn này thì chưa lên. 109 anh chị nhá. Loanh quanh vùng đấy. Còn đoạn này anh chị nào mà cầm 120 thì phải phải tự phòng thủ đi. Hay thậm chí FRT cũng thế thôi anh chị, mấy cổ phiếu này FRT cũng thế thôi, tương tự như thế thôi. Anh chị nào mà cầm bây giờ cầm 150 là phải phòng thủ, 150 một năm mấy là phải phòng thủ. Còn anh chị nào cầm 100 110 thì người ta sẽ thấy thoải mái. Đấy, ví dụ như là ông FRT này nó phải ít nhất là phải về đây đúng không ạ? 130 hay là 125, 130 thì mình mới thấy là nó còn gọi là có tí hấp dẫn, kể cả đánh T cộng thế còn có tí hấp dẫn, hoặc là đánh gì cũng còn thấy hấp dẫn. Nhưng còn đoạn trên này thì mình thấy rằng nó chưa hấp dẫn đến lắm. Ok, thị trường lại hồi về 3,5 điểm anh chị nhá. Tí nữa thì nó sẽ lại cong xuống thôi, tí nữa là nó sẽ lại cong xuống một nhịp nữa thôi. HM tăng rồi. Trong cái nhịp này chúng ta phải xem là nhóm ngành nào hôm nay là khỏe anh chị nhé. Thép là ok này. Ok, lại tăng lên 3% rồi. Xem bất động sản nào, xem hôm nay là ông nào ngoi lên sớm. Vẫn là đích thôi. Novaland đích này. Sell thì vẫn đang âm. SCR không phải. Vẫn âm một chút. Mình vẫn thấy là bất động sản là cổ nhanh. Hôm nay có thép bất động sản này, xem là dầu thì sao. Mà dầu khí thì PVS này, mấy cái ông này thì
Ok, quay trở lại chương trình anh chị nhé, quay trở lại chương trình thôi. Thép dầu khí bất động sản hôm nay thì mình thấy lại thép này lấy lại được cái gì mà đã mất phiên trước, hôm trước nó ép kinh luôn 25 rồi. MBB giá vốn ạ. Ok, sorry anh chị nhé, thì hôm nay thì cũng có một mình em thôi, là mọi người cứ bình tĩnh, nhiều tay quá. MBB giá vốn 23.3, bây giờ là 23.3 rồi, con này thì em nghĩ là nên đợi hồi, nhưng mà hồi đến đâu ạ, nên tầm khoảng 24 là chúng ta có thể bán, tầm khoảng 24 chúng ta có thể bán, cứ bán trên đường lên chị nhá, em nói là 24 đấy nhưng mà cứ bán trên đường lên, cứ bán ở trên đường lên ấy, giải lệnh ra mà bán, đặc biệt anh chị đánh ngắn anh chị nhá, đoạn này thì mình nghĩ là và nếu mà chúng ta đã mua 23.3 là chúng ta cũng 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 giữ được khá lâu ấy, chắc là tầm khoảng một tháng hay rồi mà nó không kiếm được lợi nhuận gì cho anh chị thì góc nhìn của em là chúng ta nên 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 bán 23% là bán. CTG 33.3 chị cũng mới tham gia thôi, toàn là những cái điểm mua mà mới thôi, 33.3 tầm khoảng một tháng này. CTG thì là vùng 34 chị nhé, như lúc đầu em nói thì em vẫn có view được trong tuần này thị trường sẽ có một nhịp hồi trong tuần này anh chị nhé, đấy sẽ là cái thời cơ để mà chúng ta đưa tất cả mọi thứ về an toàn nhất. An toàn ở đây có nghĩa là gì, với những anh chị nào mà đang có một cái vị thế tốt 20-30% chúng ta có thể giảm về 50, còn anh chị nào mà đánh T cộng thì thoát hết, mình vẫn nói là đánh T cộng cơ hội để chúng ta thoát hết, sẽ canh những cái nhịp nào mà các bạn phải thấy được là có sự hốt hoảng một chút đấy, sẽ phải kiên nhẫn anh chị ạ, phải kiên nhẫn lắm đấy, em vẫn đánh giá là phải kiên nhẫn thì mới tìm được những cái phiên như thế. Và anh chị nào mà ngứa tay thì cứ mang 10% 20% ra đánh T cộng cũng được, hoặc là không thì sang phái sinh long short tí cho nó vui, đánh 3 hợp đồng 2-3 hợp đồng cho nó vui. Quay trở lại với các câu hỏi ạ. Ở cao su múc con nào em? Cao su DPR, GVR, PHR. Đoạn này thì em không không khuyến nghị mọi người tham gia anh chị nhé, không khuyến nghị mọi người tham gia mới đâu. Tất cả những cổ phiếu mà anh chị đưa ra đối với em đều là ở nền giá cao. Nếu mà nó chưa có một cái nhịp gọi là rũ nhỏ lẻ nào thì chúng ta không vào đâu. Thật sự là chúng ta không vào đâu. Hoặc là như lúc phiên sáng em nói, đoạn này anh chị nào mà đánh đảo T hay là anh chị nào mà T cộng T kiết ấy, thì chúng ta nên chú ý thôi. Chứ còn những cái cổ phiếu này mà anh nói là mua và nắm giữ thì với em thì thật giai đoạn này là khó, mình nói thật là khó, mà khi mà mình thấy khó là chúng ta nên 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 dừng. Cao su không phải là nhịp này chúng ta mới thấy nó tăng cùng bất động sản khu công nghiệp anh chị nhé, nó tăng cùng với lại giá cao su nữa rồi. Đoạn này thì nên view như cái view gọi là view 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 ngắn hạn là chính. Mình thấy là khó, mình nói thật với anh chị là mình thấy là khó. Đạt Phương vẫn đang tăng 4,1%. Nam Tử Liêm vẫn đang tăng 2%. Ví dụ con Nam Từ Liêm sáng anh chị nào cũng hỏi anh chị nhé, nếu mà chưa được chốt được 1 phần 2 thì chúng ta cứ chốt 1 phần 2 ra, còn 1 phần 2 còn lại thì cứ lâng cái điểm chặn lại đi. Để đơn giản làm gì, để đơn giản là chúng ta chốt được 1 phần lời rồi thì cái nửa còn lại này chúng ta lì hơn người ta gấp đôi. Còn bây giờ cứ vòng lên lên xuống xuống thì MBB trước 25 không bán, còn CTG thì đúng hôm mua trung bình giá mới được 33.3. Ok chị. Không biết là chị Hằng là chị có đầu tư hay không, hay là chị chỉ là đánh ngắn hay chị nhé.
Không biết là chúng ta đầu tư hay là chúng ta đánh ngắn. Còn nếu như mà đầu tư thì mình nghĩ là phải chuẩn bị tiền. Nếu mà đoạn này mà đầu tư thì cổ phiếu kiểu như MBB này phải chuẩn bị tiền. Bây giờ là ngày 23 thì chúng ta phải chú ý là ví dụ 21 này chúng ta vẫn phải mua thêm. Nếu mà đầu tư ấy phải chuẩn bị thêm tiền. Nếu mà đã hết tiền rồi. Còn nếu mà đã không kiểu như là nếu mà đã không thể 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 là không thể chuẩn bị được thêm tiền thì chúng ta cứ canh những nhịp hồi lên, ví dụ 24 này chúng ta bán một phần ra thôi. Bởi vì em biết được là ví dụ chị đánh cả CTG, chị đánh cả MB như này là có thể là một là gì? Một là chúng ta mới tham gia thị trường, chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu ngân hàng nó hiện hay ngay trước mắt của chúng ta thì chúng ta tham gia. Còn hai là gì? Hai là vừa rồi chị tham gia sóng banh nhưng mà chị tham gia sóng banh muộn quá, mà chị chỉ đánh ngắn hạn để mà chị kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn thôi, thì chúng ta chú ý được là chúng ta có thể là phải nhẹ tay hơn trong cái giai đoạn này, trong cái tháng này, mình nói thật là trong tháng này. Còn với những cái gì mà diễn ra với những thanh khoản mà trong mấy phiên gần đây nhất thì mình vẫn đánh giá là thị trường của chúng ta sẽ có những cái nhịp hồi lên để mà tạo một cái vai bên kia nữa, chứ còn là chưa thể nào mà xong ngay được ở trong những cái nhịp như thế này. Đấy, xuyên suốt anh chị nhá, mình đã nói xuyên suốt rồi, mà cái câu chuyện mua mới bây giờ là cái câu chuyện của người có kinh nghiệm. Mà phát lên 29.6. Đấy, mấy ông kênh trên thì các bạn cứ nhìn thấy mấy ông kênh trên là đoạn này không thể hồi được. Khang Điền nhịp vừa rồi tăng mạnh như thế là nhịp này cũng đang cắm đầu xuống này. Kênh trên là gì anh chị? Kênh trên là nó tăng từ giai đoạn là từ tháng 12 cho đến tháng 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 2 anh chị nhá. Là đội kênh trên đấy có gì, có bất động sản thì có Khang Điền 5 năm, Nam Từ Liêm này, có banh này, có bán lẻ này, hóa chất này, xuất nhập khẩu này. Đấy, nói chung là nó chia thành hai phe. Còn những cái phe mà tăng gần đây thì gồm có gì, có dầu này, có bất động sản này, có thép, thì nói chung là nói là tăng thôi nhưng mà nó chỉ tăng được một nhịp 6-7%, còn bây giờ nó lại về gần vốn. Thì những cái nhóm mà mình nghĩ là những cái nhóm mà mới tăng gần đây nhất thì nó vẫn có thêm, nó có tí lực, nói chung là có tí lực để tăng. Rồi giờ lại lại lên gần gần tham chiếu rồi, xem là ông nào lại kéo lên này. GVR này hôm nay thì Hòa Phát kéo lên này, sao lại được nhiều điểm đấy nhỉ? Hôm nay chỉ có Hòa Phát, HD Bank và GVR thôi. Tiên Phong Bank này lúc sáng là anh chị hỏi Tiên Phong Bank chú ý nhá, anh chị mua 18.5 thì em nghĩ rằng là sẽ có cái giá ít nhất là hòa vốn đấy nhá, ít nhất là hòa vốn hoặc thậm chí là lãi tầm khoảng 1-2% ở trong nhịp này. Các bạn chú ý à, mình vẫn 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 là cái view của mình là gì, là xanh lên để mà anh chị nào mà đằng sau cơ cấu nhá, chứ còn mình không khuyến nghị mua vào đoạn này đâu, trừ khi anh chị nào mà đã xong rồi là chúng ta đưa về cái tỷ trọng an toàn rồi thì mới nghĩ đến câu chuyện gọi là chúng ta lướt lát cho nó đỡ ngứa tay. Còn anh chị nào mà vẫn còn đang giữ một đống thì lên suy nghĩ đến cái việc mà đưa về an toàn trước đã. À, quay lại 120 mã xanh rồi. Ok, đang có tí sức sống vào trong cái đầu phiên sáng nhưng mà chắc là cũng sẽ lình xình quanh đoạn này.
Chắc chắn là mấy cái nữa. Cái này thì thị trường phản ánh rồi anh chị nhá. Mình nói thật là chứng khoán lãi là thị trường phản ánh rồi đấy. Chắc chắn là lãi. Nhưng phải đoạn này là phải đột biến thì cái cổ phiếu chứng khoán đấy mới tăng. Còn đâu lãi chỉ là lãi thôi thì nó sẽ không 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 ảnh hưởng nhiều đâu, mình nói thật. Cái này là thị trường phản ánh rồi. Nhóm chứng khoán đấy nhá. Phải đột biến, mình nghĩ là phải đột biến thì nó mới là cái chất xúc tác, chứ còn là chỉ là lãi thôi. Nói thật là chỉ là lãi thôi thì nó sẽ không 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 có nhiều kỳ vọng, mình nói thật là không có nhiều kỳ vọng. Phải đột biến, phải đột biến. Bởi vì đơn giản các bạn nhìn cái thanh khoản trung bình của năm 2023 so với 2024 nó như thế nào. Thì ai cũng có thể nhìn thấy được là nó sẽ có lãi. Và quan trọng là lãi có đột biến hay không. Mình đấy là góc nhìn của mình nhá, của anh Hòa Thượng Hòa Hòa Thượng. Phải đột biến. Hình như đoạn vừa rồi có gì BBS. Cái đoạn này hình như có hé lộ gì đúng không? Hay là cái gì nhỉ? Hay là BBS. Không phải, mình nhớ là trong cái tuần vừa rồi có một cái cổ phiếu nào ra ấy, nó có cái kết quả đột biến ấy. Đạm Phú Mỹ mua mới đánh lướt được anh chị nhá, đánh T cộng được 34.5 đến 35, 34.4 đến 35. Mọi người cứ nói với mình thì nhóm chứng khoán sẽ là cái nhóm mà anh chị nào đu đỉnh nên nên bán trong những nhịp xanh đấy, là chia sẻ luôn nhé. Mình nói này, anh chị là em nào mà đu đỉnh, còn những không thể nào mà bì được với những cái người mà người ta đang đứng ở gốc đâu. Các bạn cứ nhìn thấy một cái cây ấy, ở ngọn cây thì gió qua phát là chúng ta đã thấy gọi là rung ra rung rinh rồi, nhưng mà ở dưới gốc cây người ta chả thấy gì đâu. Đoạn này đu đỉnh đu đu ở trên bên trên cao ấy, thì phải phòng thủ. Một trăm hai mươi hai mã tăng. Cảng biển HAH vừa rồi có bạn nào hỏi HAH nhỉ? HAH về đây rồi thì cũng canh canh bật lên để mà bán đấy, không mua được đâu, mấy mình thì không mua được đâu, mất cả cái nền trên rồi, bây giờ canh hồi đến vùng giá 42 42.3 để bán thôi. VCG sắp xanh rồi, ok anh chị. Masan đang tăng 0,7% hôm nay, sáng nay có anh chị nào đang âm Masan 4%. Ở đoạn này thì mình nghĩ là nên nên giữ. EVD thì tăng 1,5% này. Nam Long lỗ nhẹ, Nam lỗ nhẹ không cần bán đâu. Con này thì trong cái giai đoạn này mà giữ được 43 là vẫn giữ, nhưng mà chú ý là khi mà vươn lên cái vùng giá tầm khoảng 44.5 là chúng ta nên bán anh chị nhé. 44 44.5 là nên bán. PC1 tỷ giá cao thì nên bán bạn nhé. PC1 không làm bạn với tỷ giá đâu. Nên là có thể là bạn sẽ canh canh kéo lên cao để bán. PC1 mà tỷ giá cao là ăn mòn lợi nhuận của nó ngay ấy. Ăn mòn lợi nhuận của PC1 ngay đấy. Với mình thì tỷ giá cao thì PC1 không phải là cổ phiếu mà nên chú ý. Anh mua 29. Anh mua 29 là cũng tương đối cao đấy. 28 này nên bán, 28 đến 28.3 là nên bán. Gọt dần nhá. Ok, hiện tại đang được 260 lượt like thì mọi người dành cho Thị Vũ những thêm nha anh chị nhé. Tiếp tục những đợt like, đợt share. Đấy, các bạn nhìn thấy về gần tham chiếu ấy thôi, nhưng mà
vẫn có 300 mã giảm đấy. Vẫn có 300 mã giảm. Làm từ liêm vẫn tăng 3%, Loveland tăng 2%. Đích vẫn tăng 0,3% này. Hôm nay thì chưa thể có thêm, vẫn là mấy cổ phiếu đấy, chưa có thêm một cái anh tài nào mới cả. Trong những phiên giảm thì chúng ta có một phiên TCH tăng đúng không? Phiên sau thì có đạt, phiên trước nó có Đạt Phương này, TCH này, phiên hôm trước thì có Lovaland này, chưa thêm mà anh tài nào mới. Ok, sáng chị nào hỏi Tiên Phong Bank chị nhá. Chú ý nhá. Cầm nhiều thì cơ cấu đi, 18.5 rồi này, về vốn rồi đấy. Cơ cấu bớt đi, còn chắc chắn là sẽ có lãi 1-2%, chắc chắn là deal này là nhiều khả năng sẽ có lãi. Đặt dần mà bán dần thôi. Sáng thứ sáu anh đặt mà ATC lại khớp. Cái này đơn giản anh chị, đặt cái giá ATC tức là sao? Có người người ta muốn 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 bán ra bằng mọi giá, giá nào người ta cũng bán. Khi mà anh đặt ở 36.5 nhưng mà cuối phiên thì người ta lại muốn bán ở cái mức giá gọi là mức giá 36. Anh muốn ví dụ anh đang đi mua, đúng không ạ? Anh đang muốn mua một cái gói bánh chẳng hạn, giá 36.500 đồng nhưng mà có người kia người ta muốn muốn bán giá nào cũng được. Người ta bán cho anh giá 36 thì anh mua luôn chứ còn gì nữa. Làm sao phải đợi 36.5 làm gì? Nên là ATC là nó khớp như thế đấy. Nhiều khi chúng ta đặt ở như thế nhưng mà nhiều người người ta lại còn muốn bán cái giá thấp hơn thì chúng ta cứ thế chúng ta nhặt thôi. Chúng ta mua mua thì cứ mức mức giá càng càng thấp thì càng tốt, đúng không? Đấy là cái phiên ATC nó như thế. Càng thấp thì các anh chị càng được lợi chứ. Còn nếu như mà người ta bán là gọi là thấp nhất là 36.6 đấy, chẳng hạn thì anh sẽ không mua được. Nhưng mà đoạn này là cái đoạn mà người ta gọi là bán bằng mọi giá, đã đặt ATC là người ta bán bằng mọi giá, giá nào cũng được. Và đến cuối phiên thì cái giá là 36 mà anh lại đặt mua 36.5, bây giờ anh mua được giá 36 nữa thì hơi quá gì nữa. Đạt Phương giống với lại những nhóm cổ phiếu bất động sản khác thôi. Target của chúng ta hướng tới là vùng giá 5 năm. Còn đoạn này thì với mình trong cái kiểu thị trường này thì cứ cho lợi nhuận vào túi một nửa đi á. Rồi tính sau. Mình thì có mấy con ví dụ như T-Sat ấy, mình cũng kệ nó thôi. Chả có gì mà mình phải phải quan tâm nhiều đến nó cả. Đã chốt 1 phần 2 rồi thì cứ kệ nó, muốn đi đâu thì đi. Còn với mình thì ví dụ là Đạt Phương tương tự. Đạt Phương tương tự. Target hướng tới là vùng giá gì? 55.5, 56. Còn đoạn này thì cứ cho lợi nhuận vào một phần đi ạ. Cho vào túi một phần đi ạ. 50% chẳng hạn, còn lại thì cứ để cho nó kéo. Nam Từ Liêm cũng tương tự, hay là Đích Điếc cũng tương tự. Đoạn này là mình toàn đánh như thế anh chị nhé. Giai đoạn này có nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu bất động sản không? Với mình thì không. Với mình thì có thì giữ. Có thì giữ. Còn nói thật với anh chị này, chúng ta chinh chiến với nhau mấy tháng rồi anh chị? 3-4 tháng này rồi. Mình cứ bỏ qua cái tháng đầu tiên là cái tháng mà gọi là người thì không bắt được, người thì bắt được. Chúng ta bỏ qua cái tháng đầu tiên đi. Còn đâu là thực ra là chúng ta đã chinh chiến là khoảng 4 tháng nay rồi. 2 tháng đầu tiên thì là banh biết. 2 tháng đầu tiên thì là banh hay là một vài những cổ phiếu khác. Nó cũng giúp cho anh chị là gì? 20-30% lợi nhuận rồi. 2 tháng đằng sau này thì chúng ta lại đến cái gì? Ví dụ 1 tháng gần đây nhất thì bất động sản hay là dầu khí, dầu khiếc. Đấy. Kỳ vọng đến 60, ok anh chị đặt, anh chị kỳ vọng đến 60 thì anh chị phải bỏ một cái phần lãi ra để mà cược tiếp đến 60 nha anh chị nhé. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản là như thế thôi. Chúng ta kỳ vọng cao hơn thì chúng ta sẽ đặt một phần lãi để mà chúng ta cược tiếp. Chứ còn bây giờ nó đang tăng thì kỳ vọng đến 60, nhưng mà ví dụ phiên giao dịch ngày mai nó giảm 3%, phiên giao dịch sau nó giảm thêm 2% nữa, tự nhiên kỳ vọng lại hết. Nhưng mà khi mà đã kỳ vọng mới mức giá cao hơn thì chúng ta phải xác xác định cái gì? Chúng ta bỏ 5 đến 7% lãi mà anh chị đang có ra để chúng ta đặt cược tiếp. Chứ còn là đừng để cái kỳ vọng của anh chị nó thay đổi sau một cái nhịp gọi là nhẹ nhẹ của thị trường. Điều chỉnh nhẹ nhẹ của thị trường. Còn khi mà nào mà gọi là chúng ta đã đặt cược ra 7% mà nó đã ăn hết rồi.
Anh hỏi những muốn biết lý do xem có kỹ năng gì không? Đấy là khớp lệnh bình thường thôi anh. Khớp lệnh bình thường thôi thì làm gì có kỹ năng gì? Đấy là cái khớp lệnh bình thường của phiên ATC, ATO thôi. Nó không có cái kỹ năng gì ở đây cả. Gọi là có một cái nhóm người nào đó người ta muốn bán bất chấp giá nào người ta cũng bán. Thì mình là người đặt mua thì tự nhiên mình gọi là đầu tiên mình nghĩ được là mua 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 giá 36.5 là ổn rồi, nhưng mà bây giờ có người bán giá 36 thì mình hốt luôn chứ còn gì nữa. Mười tám chấm bảy thì anh chị canh hòa vốn anh chị nên bán anh chị nhé. 18.7 bây giờ 18.5 năm rồi canh hòa vốn đó. Đoạn này em nghĩ là lên hòa vốn được đối với Tiên Phong Bank. Chạm chạm cái vùng 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 19 là chúng ta nên bán. Quanh quanh đấy. Rồi banh nó hồi một chút là thị trường ta lại 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 có số điểm ngay mà. Hoa sen 23.8. Thép thì từ sáng giờ mình đang thấy là nó khỏe hơn đấy. Thép bây giờ đang thấy là khỏe hơn. Là anh chị mua 23.8 bây giờ là 23.9 thì mình đánh giá đâu. Rồi mình xem là hoa sen. Vùng 23.2, 23.3 anh chị nhé. Cơ cấu bớt bớt đi. Không cần phải về vốn đâu. Đã xác định là cơ cấu bây giờ mình đã có tư tưởng là cơ cấu ấy. Thì mình cơ cấu dần trên đường lên anh chị nhé. Dần trên đường lên đi. Không cần phải về đến hòa vốn làm gì. Nói chung mình thì mình có một cái là gì đã xác định là bán là bán, còn bây giờ thì nhiều anh chị sẽ bây giờ đang là bao nhiêu 23 đúng không, nó hồi về 23 hồi lại đợi hồi đến 23.5, 23.5 lại đợi hồi về đến 24, 24 lại đợi hồi tiếp, cứ thế đợi 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 không bao giờ chúng ta cơ cấu được. Không, nếu mà còn một con thì không cần đâu, không cần. Đoạn này em nghĩ không cần phải đợt bán hết, đoạn này không cần phải bán hết, trừ khi anh là chơi chơi đinh, chơi đinh thì canh cái nhịp kéo này, canh nhịp kéo sắp tới này để mà bán đưa hết về tiền mặt được, xong rồi chuyển có thể là chuyển sang cái bên kia. Chúng ta đã là chơi đinh thì sợ gì phái sinh đúng không, hoặc là gì, hoặc là chúng ta đợi một cái phiên gọi là rung lắc nào mạnh mạnh nữa của thị trường thì chúng ta tham gia. Còn bây giờ anh chị nào mà không phải là trading ấy, thì mình nghĩ là không cần phải bán hết. Bán hết là anh chị chỉ cần một phiên, hai phiên xanh thôi là chúng ta lại lao vào thị trường ngay. Đấy, mình phải chia sẻ thật nhé. Chỉ cần một phiên, hai phiên xanh là lại có một cái xu hướng là lao vào thị trường ngay. Để đừng bán hết. Chúng ta đang có xem cái gì nữa nhỉ, cái đâu rồi, banh này. Hòa Phát 30.2, Hòa Phát nếu mà anh chị nào mà view dài thì cứ giữ đi, đấy là cổ phiếu mà giữ tiền cho anh chị ấy. Còn đâu mà chúng ta đánh ngắn thì bây giờ thì âm 2% thì bán được rồi. 30 30 là cái vùng mà chị nên bán, chứ còn không, không không về vốn thì có thể là trong phiên chúng ta phải canh thôi, còn là quanh quanh 30 là chúng ta bán được rồi nếu mà ngắn hạn. Tiên Phong STB vẫn bị vẫn bị đè gớm. Các bạn chú ý nhé, tại sao đây là một cái kinh nghiệm của mình thôi. Các bạn đừng phân bua với thị trường ở trong những phiên phiên mà thanh khoản đột biến làm gì cả. Cái phiên mà đầu tiên anh chị nhá, mình có nói cái phiên đầu tiên đừng phân bua với thị trường về cái việc mà
đồn này đồn kia hay là tất cả mọi thứ, những cái phiên như thế là những cái phiên mà chúng ta phải giảm tỷ trọng tất cả mọi lý do anh chị nhé. Với mình ấy, thì những cái phiên mà thanh khoản đột biến thế này rất khó để mà cổ phiếu có thể nào mà quay trở lại quỹ đạo được ngay, kiểu gì nó cũng phải lình xình không 2 tuần thì 3 tuần, mà nếu như mà anh chị cảm thấy trong 2 3 tuần mà nó áp lực quá là những cái phiên đấy chúng ta nên bán, giảm một nửa tỷ trọng đi anh chị nhé. Đấy, ví dụ STB như thế thôi, đoạn này nó cứ thế ép thôi, nhưng mà đến nó hồi thì nó cũng sẽ hồi lên cái cây mà một đống người là bắt đáy đây này, tầm khoảng 30 ấy, xong rồi nó bắt đầu nó dừng lại đấy, nó lình xà lình xình sập xà sập xình rồi đấy. Đấy là kinh nghiệm của mình trong tất cả những cái phiên mà đột biến quá ấy, thì chúng ta phải 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 xử lý bớt. Chứ còn nếu mà giữ được là anh chị phải chấp nhận được là cái tâm lý của anh chị phải thực sự vững ở trong 2 đến 3 tuần tiếp theo. Mà ví dụ như thị trường mà nó còn xấu nữa thì cái tâm lý của anh chị nó còn phải cứng gấp đôi ấy. Nam Kim thì là trên 25 anh chị nhá. 25 25 25 25.2. Dầu khí thì PVS thì đang lấy lại. Thì đợt trước phiên trước thì bị giảm thì như đấy cũng chỉ là lấy lại cái phiên ATC hôm trước. Mình nhớ là PVS thì trong phiên ATC hôm trước thì cũng giảm như này, PVD cũng tương tự. Cũng chỉ là lấy lại được những cái gì mất của cái phiên ATC hôm trước, tổng khoảng 1 mấy% này. Nam Kim anh nhỉ? Không biết là anh mua vùng đá nào, nhưng mà với em thì tầm khoảng 25 25.2 này chúng ta có thể là bán 1/2 đi. Tiên Phong Bank này, STB VRE thì vẫn đang giảm. Nói thật là nếu mà nói về VRE mà không không thay đổi được cái cách thức cái cách thức vận hành, mà vẫn cứ để cách thức vận hành cũ ấy, của Vinhome ấy, thì mất hết thị phần. Mình thấy là mấy cái trung tâm của Vincom ở Hải Phòng đây chẳng hạn vắng lắm, nghĩa là trả hết, người ta trả hết mặt bằng. KBC không mua mới đâu anh chị nhé, mình góc nhìn của mình đoạn này không mua mới đâu. Các bạn cứ muốn mua mới, nhưng mà mua mới chỉ ăn được cái nhịp này T2 T3 xong lại ra không đáng. Ok, giờ 11 giờ thị trường lại giảm lại một chút. Vừa rồi các bạn phải chú ý nha, trong danh mục của anh chị là cổ nào mà yếu yếu là chúng ta phải nhìn hết rồi nhá. Cổ nào mà không thấy hồi lên hoặc là không thấy hồi xanh thì là phải, không phải là không cần phải hồi xanh đâu, mà ví dụ như thị trường giảm tầm khoảng 0,5 điểm, 0,5% như này mà nó hồi, à quên, nó vẫn còn giảm trên 1%, là đấy là những cổ phiếu mà phải cho vào cái diện mà thanh xanh thanh lý trước. Thanh lý dần đấy, cứ dần dần mà bán. PSC mua mới thì phải đợi thêm chút nữa bạn nhé, 70. 70 hoặc là thậm chí sâu hơn. 70. View thì chưa mua đâu chị ơi. View mới giảm. Mới giảm sao mà mua được. Đoạn này hồi lên để cho ai anh em mà muốn bán thì bán. Ở trong trong một phiên mà thị trường ta không không giảm mấy mà nó giảm 4,1% này thì cái xung lực của nó vẫn còn, xung lực giảm vẫn còn. Còn không biết là chị là đánh T cộng hay là chị đánh gì anh chị nhá. Nếu mà đánh T cộng thì chú ý phiên mai. Chú ý phiên mai chúng ta bắt một nhịp T cộng rồi ra luôn. Còn mua đầu tư đoạn này hay là mua giữ lâu đoạn này không không ổn đâu. VR, HD Bank, Hòa Phát tăng, Bit tăng,
Vietcombank đâu nhỉ? Vietcombank giảm 0,4%. STB. Chắc STB sáng rút chân là ngon, à, chiều rút chân được đi này ngon. Đây, ví dụ danh mục mà anh mình đang khuyến nghị tất cả mọi người đấy nhá. Ví dụ mình nhìn ở đây là ví dụ Khang Điền như thế này là nói chung là Khang Điền thì mình giữ từ cái nhịp trước ấy, lợi nhuận vẫn còn trên 20% nên mình vẫn để như này anh chị nhá. Còn nếu như mà soi với cái trong phiên giao dịch ngày hôm nay là Khang Điền là đang yếu này. Thị trường giảm tí tẹo này nó giảm 1,8% như này đang yếu này. Quan trọng là do mình có cái đệm lãi trước cũng như là mình đã chốt lời 1/2 rồi nên là mình cứ vứt đấy thôi. Còn ví dụ như cái cổ phiếu ví dụ Shell TCH này nó giảm 0,9 đến 0,3% như này thì mình thấy là nó vẫn đang ổn. Vẫn đang ổn. Không nói đến Việt Dương anh chị nhé, chủ yếu là chúng ta nhìn thấy âm này thôi. Còn ví dụ như là trong danh mục của anh chị mà cầm như thế này thì anh chị có thể làm gì? Giảm bớt Nam Kim này và giảm bớt một phần của Khang Điền này. Đấy, một con nó tăng cao nhất, một con tăng thấp nhất này. Đấy, chúng ta gọi là chúng ta lấy cái phần 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 tăng này chúng ta cover lại cái phần giảm này thì tự nhiên là tài khoản chúng ta cân bằng thôi. Mình nghĩ là nó không có gì là khó cả. Còn khi mà đã cân bằng rồi thì cứ bình tĩnh thôi, bây giờ mà phải kiên nhẫn thôi anh chị. Còn cơ hội T cộng thì nó sẽ khó đoạn này anh chị nhé, cơ hội T cộng nó sẽ khó đoạn này, chủ yếu là dành cho anh chị nào là có hàng là chúng ta quay qua quay lại trên cái cổ phiếu đấy thì ok, hoặc là anh chị nào là giữ được những cái cổ phiếu mà chúng ta xác định cho cả năm nay ấy, thì chúng ta đánh qua đánh lại. Thế là mình lấy ví dụ anh chị nhé, để cho chúng ta biết cách xử lý thôi. Ôi, đã giờ giảm bạn 11 giờ này không có gì là bất ngờ. Còn VPBank thì cả nhịp vừa rồi không tăng tí nào mà thị trường rung lắc nó cũng rung. Ừ, nhưng mà rung này thì lại không không vấn đề gì đúng không? Ok, chúng ta đang được chưa đến 300 lượt like chị ơi. Hôm nay thì một mình như là không kêu gọi được tất cả mọi người gì cả, mọi người hãy dành cho Thủy Vũ tiếp tục những lượt like anh chị nhé, lượt like lượt share. Số điện thoại của mình là 0033769040, anh chị liên lạc với mình qua Zalo anh chị nhé, ID của mình là 5538. CG thì đang quay lại 1,1%. Rồi cuối tuần là quên là mình nghĩ là đầu 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 phiên chiều ấy, mình nghĩ là đầu phiên chiều thị trường sẽ xanh. Đầu phiên chiều thị trường sẽ xanh. Đây, ngắn hạn này chị vùng hồi là 1256, vùng hồi là 1256.
Công trình Viettel à? Chị hỏi, chị Nhung hỏi về SSI đúng không? SSI. SSI 37.8 mới mua thôi, 38. Con này 37.5 chứ nhá. Target hồi phục về của cổ phiếu này là 37.5. Đối với cổ phiếu SSI. Công trình Viettel thì mình không khuyến nghị mọi người mua đâu. Không khuyến nghị mọi người mua anh chị nhá. GVR hồi lên giá mấy? GVR hồi lên 32.7, 32.8. 1 đến tầm khoảng 2% nữa, loanh quanh 2% nữa thì chị có thể là bán ra. Mình mới nói nhá, ai mà đang đu đỉnh đoạn này thì tự bảo vệ mình đi ạ. Còn không thể nào so với những người bên dưới được đâu. Ví dụ anh chị cứ hỏi là người ta nói là vẫn đẹp, chả có vấn đề gì, nhưng mà phải xem được là người ta đang ở đâu. Người ở gốc cây nói sẽ khác và người ở giữa thân cây nói sẽ khác, và mình là mình đang ở bên trên đấy, mình đang ở bên trên đấy, mình phải tự bảo vệ mình đấy. Không là mình bung ra trước ấy. Mấy ông ở gốc thì ông cứ nói là ừ, đẹp lắm đẹp lắm, tất nhiên rồi. Đấy, ví dụ như là mình nói, cầm những cổ phiếu này thì mình có nói nó vẫn chả gì là xấu ạ. Bởi sao mình cầm từ gốc, đoạn lên trên này thì nó rung lắc như nào thì kệ bác, các bác mà các bác mua mua gần ở đây các bác tự bảo vệ các bác. Còn mình thì mình không khuyến nghị mua thêm hoặc là không khuyến nghị vào, rõ ràng là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh theo kỹ thuật đấy, chạm cản đây này, cứ bán 1/2 đi á, tính sau 1/2 còn lại lên đâu, lên cái đoạn đoạn đoạn, đoạn mây trên này. Còn bây giờ thì không cần phải quan tâm đến nó nhiều làm gì cả, rung lắc mấy phần trăm kệ nó, hoặc là không rung lắc thì càng tốt đúng không? HDC Đu 34 về bờ nổi không? HDC 34 bây giờ là 33. Gần gần được. Gần được anh chị nhé. Tầm khoảng 33.7, 33.8. GVR hồi này HDC Đu 33.34. Mình nghĩ là hồi được đến cái vùng quanh quanh 33.7, 33.8. Xem lại bất động sản nào. Vẫn Đạt Phương vẫn giữ này, Nam Tử Liêm này, Novaland này, những cái ông khác thì cũng vẫn loanh quanh tham chiếu đâu. Bọn này nó phải xanh lên thì mới có hy vọng. Chứng khoán thế nào? Chứng khoán thì có CTS này, FTS thì cũng đang quanh tham chiếu này, VND giảm tiếp 1% này. CM cũng quanh tham chiếu, SSI quanh tham chiếu. Các bạn đang ở đâu? Các bạn đang ở đâu? Đoạn này là phải canh hồi thôi, đừng bán nữa. Vùng mục tiêu của nó là 24 bạn nhé, 24 đến 24.2 đối với cổ phiếu GX. VIX giá 20.8, 20.8 là cũng trên đỉnh ấy rồi. Cái con này thì với mình thì con này là cứ xanh lên là bán. Anh chị nhá. Kỳ vọng thì kỳ vọng đến vùng vùng 20 đấy, nhưng mà 19.15 mà cái song kiếm kia nó hướng xuống đấy kia thì cứ xanh lên là phải bán thôi. PVT. PVT. PVT thì vẫn giữ được chị nhá, con này mất 28 thì bán hết. PVT. Còn là hồi lên cái vùng giá 29 thì chúng ta hạ ra. PVT mất 28 bán hết. Đây. Kỳ vọng là hồi đến 20 nhưng mà với mình thì cứ xanh lên là xử lý dần đi. Điểm mua nó hơi xấu, nói thật với anh chị là điểm mua hơi xấu. Novaland,
Overland thì hôm nay tiếp tục đi lên này, nhưng mà trạng thái kiếm thì không mạnh cho lắm. Không biết là bạn gì bạn đang hỏi giữ thì mình nghĩ là giữ thì vẫn giữ ok, vẫn giữ ok anh chị nhá. Con này bứt qua đây là chúng ta chặn lãi 18 được, chúng ta chặn lãi 18 được đối với Novaland, đặc biệt là anh chị nào mà đang giữ bên dưới này. Còn là trong cái bối cảnh thị trường như thế này thì với mình thì nếu mà có lợi nhuận 5-7% được, chốt một phần đi trong cái bối cảnh này rồi giữ giữ lại cái phần còn lại thôi thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Giữ cái phần còn lại thì đừng bận tâm đến nó nữa, thế là xong. 3.54 không không mạnh cho lắm. ALV vào được không ạ? ALV không anh chị nhá, ALV không. Hỗ trợ của nó mãi tiếp dưới này cơ, 32.5 lên vùng giá 33 cơ, cứ từ từ ạ. Đoạn này nó mất, nó nói thật với chị, xét về kỹ thuật ấy, nó mà mất cái nền này đấy, nó mà mất cái nền này nó ngoi lên cái là áp lực bán cũng rất là mạnh, rất nhiều người kẹt ở bên trên này, các bạn nhìn thấy đây, vôn kẹt này, vôn kẹt ở đây bên này một đống này, nó mà hồi đến vùng giá 30 34.5 thì cũng bị bán cho sấp mặt ra chứ. Con này chỉ cần hồi đến đây là bị bán cho sấp mặt ra, trừ khi thì một cái phiên mà tầm khoảng 10 5 đến 6 triệu cổ nó vào thì nó mới hấp thụ được cái đống này. Còn về kỹ thuật thì đoạn này đừng vào, nó vẫn vẫn còn rất là gần cái nền bên trên này. Vào khi nào, khi mà nó cách xa cái nền trên này anh chị nhá, tức là nhiều người bên trên này người ta bán ra rồi, người ta cắt lỗ rồi thì chúng ta mới vào. Chứ còn bây giờ thì người ta kẹt nhiều nhất ở vùng giá 37.5 này, thì bây giờ thì cái lượng âm người ta mới là 3%, người ta vẫn đang gồng được, nhưng mà chỉ cần tầm khoảng 3% nữa thôi thì lúc đó là chúng ta vào nó sẽ an toàn hơn. DGC thì em chưa 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 vào anh chị nhé. PVC thì nhóm dầu khí thì mình nghĩ được là nếu mà anh chị đánh ngắn hạn thì anh chị nên 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 hiện thực hóa một phần lợi nhuận đến cái vùng này, hiện thực hóa được rồi 17 đây. Anh hôm hôm trước anh gì có nói PVB thế thôi. Đấy, tại sao mình cứ nói rằng là view của chúng ta đến 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 28 thì chúng ta bán đi thôi. Còn nhóm ngành dầu khí bây giờ phải có view xa và phải mua rung lắc thì ổn. PVC bán được rồi, hiện thực hóa đi, hiện thực hóa đi. Nửa còn lại thì kệ thôi. Nửa còn lại thì kệ. Còn trừ khi anh chị bây giờ anh chị mới mua được có vài nghìn cổ thì mình không nói, còn nếu mà đã mua nhiều trong nhịp trước rồi thì hiện thực hóa bớt đi, dần dần đoạn này kéo lên với mình là gì, là bán đó. Cổ nào cũng thế thôi, bán về đến an toàn đi rồi rồi bắt đầu chuẩn bị mà plan mà đi nghỉ 30/4 1/5 đi, chiến đấu với thị trường là 3-4 tháng nay rồi, chuẩn bị plan đi anh chị, chuẩn bị plan đi. Còn là sau mà cơ cấu xong rồi thì cứ bình tĩnh đi. Ba tám chấm tám, ba tám chấm tám mãi tiết đỉnh thôi. Con này thì nếu mà anh cầm tỷ trọng nhiều thì anh giảm bớt đi thôi. 38.8, 36.8 mất hai giá rồi, hai giá tức là 6,56% rồi, không về được đâu, view của mình không về được đâu. Đoạn này tốt thì là về được tầm khoảng 38. Nhắn lại anh chị nhá, anh chị nào mà đang ở đỉnh ấy, tự bảo vệ mình ạ, tự bảo vệ cái lát của mình ạ. Anh chị nào mua mua xấu ấy, mua gần đây nhất tức là tầm khoảng 2-3 tuần này thôi, anh chị mới mua thì anh chị phải phòng thủ. Còn mình thì mình biết là ở đây ví dụ như tầm khoảng 400 anh chị ở đây thì rất nhiều người là vẫn còn vị thế tốt nhá, kể cả SSI luôn, mình phải chia sẻ luôn kể cả SSI luôn. Nên là người ta sẽ có những cái gọi là sự lì lợm riêng. Hoặc là gì, những cái người mà ví dụ bây giờ nhá, mình nói thật ví dụ mình ở đây này, ví dụ mình đang có vị thế là cứ tầm khoảng 33-34 đi chẳng hạn, mình thấy nó giảm như này nhưng mà mình sẽ không bán ở trong nhịp giảm này đâu, mà mình sẽ đợi cái nhịp hồi lên để mình bán này. Mình sẽ không bán ở trong những nhịp mà người ta hoảng loạn như này, mà mình sẽ đợi những nhịp hồi lên để mình bán này, nhịp hồi lên để mình bán nhé anh chị nhé.
Bởi vì sao? Bởi vì vị thế của mình bây giờ vẫn đang là gồng lỗ mà mình khác. Mình không bán ở trong nhịp này mà mình sẽ bán ở trong nhịp hồi đấy. Còn khác hẳn với những người người ta đang đang ở loanh quanh vùng này hoặc là trên vùng này. Anh chị nhớ câu câu nói của Thủy Vũ nhá. Chị nhớ nhớ câu nói của Thủy Vũ, nên bảo vệ mình đi ạ. Nên bảo vệ cái lab của mình hoặc là bảo vệ cái thành quả mà vừa rồi mình có được ấy. Trong cái tuần này anh chị nhá, không cần phải vội vàng nhưng ở trong cái tuần này. Chứ còn là mình thì mình cũng không 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 thể là đưa cho anh chị một cái điểm mà chúng ta bán luôn ở đấy xong rồi nó lại giảm. Chúng ta phải làm từ từ, làm dần dần. Còn view của mình thì không phải bán hết cổ phiếu anh chị nhá. View của mình không phải bán hết cổ phiếu, đặc biệt là trong tuần này không phải bán hết cổ phiếu. Đoạn này chỉ là khó khăn dành cho những cái người mà giải ngân muộn trong 2 tuần gần đây nhất, hai tuần gần đây nhất là chúng ta phải tự bảo vệ mình. Giải ngân muộn ấy, bởi vì những cái người giải ngân muộn là, một là gì, một là họ đã chốt lời được tương đối ở trong cái nhịp trước rồi, họ quay trở lại với thị trường thì họ phải tự bảo vệ mình và cũng không nhất thiết là phải lo sợ về cái việc mà âm 2-3%. Với mình thì không phải lo sợ gì cả. Thị trường thì có lên có xuống, cổ phiếu cũng thế, có cổ phiếu mà chúng ta sẽ ăn được khá là nhiều nhưng mà có những cổ phiếu mà chúng ta phải chấp nhận là chúng ta buông ra. Hiện tại thị trường ta vẫn đang có 100 mã xanh anh chị nhé. Phiên trước thì âm 13 điểm thì chúng ta có 116 mã xanh. Hôm nay thì đang có 100 mã xanh. Ok, xin cảm ơn anh Cao Tần nha. Thì đấy là mình nói thật là mình làm như nào thì mình sẽ khuyến nghị như thế. Chứ còn không phải là mình cầm cầm cổ phiếu xong rồi hô lên, xong rồi bán hết ra xong rồi hô thị trường xong. Cái này là nó phải tùy theo cái vị thế của chúng ta nữa. Còn đâu thì anh chị phải phải tự, không ai lo được cho anh chị đâu. Mình nói thật, kể cả ở trong team Thủy Vũ mình cũng chỉ biết là khuyên anh chị như thế thôi. Còn tất cả quyết định là của anh chị. Còn nếu chúng ta không thể so được, mình nói như mình nói đấy. Anh chị nào ví dụ những cổ phiếu đấy, ví dụ cầm DIX hay cầm TCS, bây giờ làm sao anh chị so được với lại anh em ở trong team mình được? Vì sao? Bởi vì họ chốt lời 1/2 rồi, bây giờ họ đang vẫn còn đang lợi nhuận là gì, 16 18 20%, thì làm sao mà phải lo những cái nhịp rung lắc, đúng không? Bởi vì tính từ điểm bây giờ cho cái điểm hòa vốn của cái deal này là gì, là đến 40% nữa, nghĩa là giảm 40% nữa thì cái deal này mới là cái deal hòa vốn. Và khi mà về đến cái vùng đấy thì nhiều khi người ta lại dùng cái số tiền mà người ta vừa chốt lời, người ta lại lại mua lại, nó không thể so được. Là ai sai điểm thì phải 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 chú ý thôi. Cái này thì dùng được như app của công ty chứng khoán đấy bạn nhé, như dùng app của công ty chứng khoán thôi, khác thôi. Nhưng mà nên nếu mà bạn dùng GameStop là bạn phải 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 đi thực sự là phải có kinh nghiệm dùng margin ở VPS hay là ở các công ty chứng khoán rồi thì bạn mới nên dùng. Đấy, mình chia sẻ luôn là mới nên dùng như thế. Còn anh chị không có kinh nghiệm thì tạm thời chỉ nên dùng ví dụ tầm khoảng 3 lần là nhiều rồi. Ví dụ nó anh chị có 100 triệu nó cho vay tổng là thành 500 triệu nhưng mà anh chị chỉ dùng dùng tầm khoảng 250 đến 300 thế thôi. Còn bây giờ mà để mà dùng hết
cả 500 đấy là chúng ta sẽ áp lực đấy. Nếu mà phải có kinh nghiệm anh chị nhá, nếu mà phải có kinh nghiệm rồi. Còn cái này nói thật với anh chị là mình không khuyến nghị rộng đâu. Anh chị nào mà đã gọi là đã có cái kinh nghiệm rồi thì mọi người có thể liên lạc với mình. Đặt dưới ID của mình thì mình cũng sẽ gọi là đồng hành cùng với tất cả mọi người trong những cái nhịp đấy của GameStop nhé. Còn đâu thì thật sự là mình thì mình hướng tới cái thị trường phái sinh ở GameStop nhiều hơn. Đấy, bản thân mình ấy, mình hướng tới cái thị trường đấy bởi vì sao? Đã khô máu rồi thì khô cho nó khô luôn. Nghĩa là sao? Chúng ta gọi là chúng ta để nhịp trước ví dụ là ăn được tầm khoảng 1-200 thì bây giờ bỏ vào tầm khoảng 40 triệu đúng không? Bỏ vào tầm khoảng 40 triệu GameStop này. Làm sao là tầm khoảng 8 hợp đồng thôi, nghĩa là maximum của nó được 10 hợp đồng phái sinh thì bây giờ mình đánh tầm khoảng 8 hợp đồng thôi, không cần nhiều. Đánh cho khô luôn ấy, nghĩa là sao? Xác định là mất thì cũng sẽ mất hết luôn. Mất tầm khoảng phần lãi đấy. Còn chắc chắn là phái sinh là sát phạt rồi thì mình sẽ hướng tới cái phần phái sinh nhiều hơn. Còn cơ sở thì bây giờ thì view của mình ấy thì nghĩa là không cần chưa cần phải quá vội vàng đâu bởi vì cái view của mình thì nó sẽ là liên quan nhiều đến cái đoạn eo mây ở cuối tháng 4 nhiều hơn anh chị nhá. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhiều hơn. Đoạn này hồi lên đây đúng không? Đoạn này thì mình view của mình vẫn là có một cái nhịp hồi lên đây, tạo một cái vai bên này. Nghĩa là vai đầu vai ở đoạn này. Còn là với mình thì đoạn này vượt đỉnh là hơi khó. Đoạn này vượt đỉnh là hơi khó. Có thể nó sẽ tiến gần về nhưng mà nó vượt đỉnh là hơi khó. View của mình vượt đỉnh hơi khó. Hồi đây, sau đó thì cái đoạn mà cuối tháng 4 hoặc là thậm chí đầu tháng 5 ấy, thì là cái đoạn mà nguy hiểm nhiều hơn là cái đoạn này. Đoạn này thì chúng ta chậm lại là được rồi. Mình nghĩ là chậm lại là được rồi. Đoạn này thì nói thật là anh chị có lỗ nhưng mà không lỗ nhiều đâu. Chưa phải lỗ nhiều đâu. 2, 3, 4, 5% loanh quanh đoạn đấy là chính. Nghĩa. Chưa phải là lỗ nhiều. Không yêu cầu lắp đâu anh chị ạ. GameStop không yêu cầu lắp. Không yêu cầu lắp bao nhiêu cả. Banh hồi thì tốt em, góc nhìn của em là banh sẽ có một nhịp hồi. Banh sẽ có một nhịp hồi. Không phải nhịp là một phiên hoặc là một phiên rưỡi hồi như chị nhá, để mà kéo toàn bộ lên. Kéo toàn bộ lên ở cái nhịp này. Đấy, kéo toàn bộ lên ở cái nhịp này. Cái đích hướng tới của em là cái vùng giá 1 1264 đến 1270 ở trong nhịp này đối với cái nhịp hồi này. Nhưng mà không phải là để khuyến nghị mọi người mua vào anh chị nhé, không phải khuyến nghị mọi người mua, mình chia sẻ luôn, không phải khuyến nghị mọi người mua. Anh chị nào chinh chiến 3 4 tháng vừa rồi thì nếu mà thấy mệt rồi thì nghỉ lại một chút. Mình thì mình cũng thấy mệt mệt rồi đấy. Ok, chúng ta bây giờ đang 11 giờ 22 phút, cũng sắp hết phiên sáng rồi. Thị trường giảm 3 điểm thôi, hơn 3 điểm. Số mã đỏ thì vẫn chiếm ưu thế. Danh mục khuyến nghị của mình thì hiện tại thì vẫn đang có TCH giảm 1,2% này, Khang Điền giảm 1,9% này. Cái này thì vừa rồi mình nói rồi, có mỗi Khang Điền thì mình thấy được là hôm nay là nó đang hơi yếu một chút, còn mấy con mà tầm khoảng dưới 1% như này thì mình đánh giá vẫn ổn anh chị nhá, mình đánh giá vẫn ổn. Đây là toàn bộ bây giờ bên mình còn giữ lại gì đây, TCH này, SEL này, SCR này, đây mấy con này thôi. Còn Khang Điền này là từ nhịp trước rồi. Nói chung là mình bỏ đi cũng được nhưng cứ để ở đây thì vì bây giờ lợi nhuận vẫn còn đang mười mấy phần trăm, lợi nhuận bây giờ vẫn còn đang mười mấy phần trăm thì chốt lời một nửa rồi thì anh chị cứ tự tự xử lý này. Đây còn lại giữ lại 2, 4, 6, 8 cổ phiếu. Hiện tại là team đang giữ 8 cổ phiếu này. 8 cổ phiếu này thì Lam Kim thì hôm hôm trước thì lỗ nhẹ thì hôm nay lãi lãi ngược lại rồi này.
lại 1,7% thôi. PVD à, PVD này thì mình bán hết rồi này. Con này thì mình để đây mình theo dõi. Hòa Phát thì cũng đang âm nhẹ này, PVT âm nhẹ này. Mấy con này thì xanh rồi. Theo thì cũng vẫn đang dương một chút này. SCR đang âm một chút này. Toàn không phẩy mấy mới lại 1,7% đấy, không vấn đề gì cả. VND có nên cắt hay không? VND thì hôm hôm thứ sáu vừa rồi thì em cắt anh chị nhé. Thứ sáu vừa rồi em cắt ở trong giữa phiên trưa, giá là 22,2 đối với VND. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta nên chờ thôi, mình nói thật là nên chờ một chút thôi. Thanh khoản này thì nên chờ một chút thôi. Nên chờ một chút mà kéo về được cái vùng giá 22,2 hoặc là 22,5 thì ok để chúng ta bán ra. Khó, nói chung là nhịp vừa rồi vào VND mình cắt 6% VND anh chị nhé. Đâu có ít đâu. Gặp đúng cái nhịp. Travel đang tăng đoạn này, theo mấy ông du lịch này, này ngon này, đang đến cái mùa đúng không? SKG Vietravel đi, mấy cái dòng nhỏ nhỏ này thì nó không quan tâm đến thị trường nhiều, vận động như này là lại ổn này. Kiểu SKG này, anh chị nào cầm SKG anh chị cứ nâng cái điểm chặn lại đến 16 này, chứ mất 16 thì cứ giữ, thị trường rung lắc mà nó vẫn còn giữ được như này là khá là khỏe. Cứ nâng cái điểm chặn lên 16, còn từ 16 đến 16,4 thì đừng quan tâm đến nó. Đóng cửa dưới 16 thì thôi, bán ra thôi. FRT 151. Đang âm 5%. FRT đang âm 5%, hôm nay đang giảm 3%. Hồi của nó thì cũng lên được cái vùng giá 148, 148, nhưng mà phiên sáng nay nó ở 148 rồi đúng không? Sáng nay là 147. View của em anh chị nhé, view của em con này chỉ cần hồi lên trong phiên, nghĩa là bây giờ nó đang âm 2,9%, chị canh tầm khoảng ví dụ như giảm tầm khoảng còn tầm khoảng 1,5% xong rồi âm tầm khoảng 1% là bắt đầu tỉa ra rồi, nó tỉa dần ra thôi. Còn cái đích đến của nó thì vẫn đang là cái vùng giá 148 để cho chị có thể là bán một phần ra. Còn đến cái thời điểm hiện tại thì FRT cũng đang bị ép tương đối là mạnh, thị trường thì cũng không phải là âm quá mạnh nhưng mà FRT âm đến 3%. GMD. GMD thì nên giữ đó chị. GMD hồi đến 78,5 này hoặc là mất hẳn cái vùng giá 75 thì xấu. 78 78,5 anh chị nhé. Có nên bán đích và phát đạt không em? Em thì phiên thứ sáu vừa rồi thì em khuyến nghị mọi người là bán 1/2 đích ra, lợi nhuận là 21%. Còn 1/2 còn lại thì vẫn đang giữ. Phát đạt thì cũng chưa hề xấu. Con này thì ví dụ như phiên chiều ngày hôm nay nó hồi lên trên cái vùng giá tầm khoảng 32,3 32,5 thì chị có thể là bán ra một phần, nên giữ một nửa anh chị nhé, nên giữ một nửa. Nhóm bất động sản thì mình đánh giá là cái lửa còn lại chúng ta hãy canh kéo ở trong cái nhịp hồi trong tuần này để chúng ta bán thì đẹp hơn, bởi vì trong hai cái phiên cuối tuần vừa rồi thì bất động sản cũng không phải là quá xấu. Mình mới nói đẹp thì không phải đâu nhưng mà xấu thì không phải là quá xấu. Canh nên để mà chốt anh chị nhé, canh nên để mà chốt, đưa tỷ trọng về an toàn đi, đưa tỷ trọng danh mục về an toàn đi. Còn anh chị nào mà cứ T cộng thì không cần phải giữ cổ phiếu làm gì cả, anh chị nào mà đánh chung và dài thì cứ đưa về 50 là được rồi. À, anh chị nào cẩn thận hơn thì tầm khoảng 30 50 là ok rồi.
Với mình như thế là ok, quá là ok trong dịp này rồi. Không cần phải, anh chị nào mà không có thời gian bám bạn thì chúng ta không cần phải bán hết ra làm gì cả. View của mình thì vẫn là canh cái nhịp ở trong tuần này. Thế thôi. Mua thì mình sẽ không khuyến nghị mua, trừ anh chị nào mà có kinh nghiệm trading anh chị nhé. Có kinh nghiệm trading thì ngay lúc sáng mình đã nói rồi. Cái thời điểm mà đỏ nhất của thị trường mình nói nhé, anh chị có thể là tua lại. Mình nói được là thời điểm đó nhất là cái thời điểm mà dành cho trading và đảo T. Những anh chị nào mà thực sự là có kinh nghiệm chúng ta tham gia. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nhịp như thế nhé, anh chị là phải có một cái công cụ mà anh chị thực sự là tin tưởng, anh chị sẽ mua và bán ở trong ngày, hoặc là mua và bán ở trong T cộng 1, T cộng 0, T cộng 1. Không thể dành cho tất cả số đông mọi người được. Nhưng mà với cái gọi là mình trading thì mình có thể là chia sẻ với chị về một vài những thời điểm. Còn không phải là phổ thông được, không phải là phổ thông. Thanh khoản trong phiên sáng ngày mai thì không nhiều anh chị nhé, thanh khoản phiên sáng ngày mai thì không quá nhiều. Khối tự doanh à đâu đây là khối ngoại hôm nay thì vẫn bán 300 tỷ tập trung vào Vinhome, VRE khá nhiều cổ phiếu. Tỷ giá mà tăng thì họ còn bán, tỷ giá mà chưa ổn thì còn chưa 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 xong đâu. Thanh khoản ngày hôm nay thấp hơn phiên hôm trước một chút ạ. Ok thì bây giờ cũng đã đến cái lúc 11:30 anh chị nhé, thì mình cũng xin phép được hẹn gặp lại tất cả mọi người. Còn anh chị nào mà muốn đồng hành cùng Thúy Vũ thì nhớ số điện thoại 0337690040 hoặc là ID của mình là 5538. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong trong phiên thì nó sẽ dễ hơn. Còn anh chị nào có câu hỏi thì mọi người cứ liên lạc với mình anh chị nhé, liên lạc với mình. Còn xin phép tất cả mọi người nhé, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phiên buổi sáng ngày mai với sự quay trở lại của Na anh chị nhé.